Sẽ như thế nào nếu một ai đó đã từng vượt qua những trở ngại mà bạn đang gặp phải, đến bên cạnh bạn, cho bạn lời khuyên và giúp bạn tìm ra câu trả lời? Chính ý tưởng đó đã tạo ra Give It Back. Give It Back là dự án gây quỹ cộng đồng do Lead The Change khởi xướng và vận hành thông qua hoạt động mentoring one-on-one. Give It Back chính là cầu nối giữa các bạn mentee, là những bạn sinh viên, là người trẻ muốn phát triển bản thân và sự nghiệp qua cơ hội được kết nối cùng các mentor giàu kinh nghiệm và đến từ nhiều background khác nhau. Vậy thì ai có thể trở thành mentee của Give It Back? Chương trình được dành cho những người trẻ đang lúng túng trên con đường phát triển bản thân nhưng không biết chạy bày cùng ai, dành cho những bạn muốn phát triển sự nghiệp và cần một người đi trước hướng dẫn, và còn vô số các chủ đề khác trong cuộc sống mà bạn có thể được mentoring tùy vào cái vấn đề của chính bạn. Vậy thì mentor của Give It Back họ là ai? Là những anh chị đi trước có nhiều kinh nghiệm trong cả công việc lẫn đời sống, là những người có trải nghiệm lâu năm trong các tập đoàn lớn, là những doanh nhân, những nhà đầu tư có uy tín trên thị trường, là những anh chị từng đạt được những học bổng danh giá của chính phủ và của các trường đại học. Các anh chị tuy đến từ nhiều background khác nhau nhưng đều sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ cho mentee phát triển năng lực của chính họ. Give It Back hoạt động dựa trên giá trị của sự cho đi. Dự án được thành lập để tạo ra nguồn quỹ nhằm giúp đỡ những đối tượng yếu thế trong xã hội. Nguồn quỹ này được tài trợ bởi chính các bạn mentee của dự án. Khi đăng ký tham gia mentoring, các bạn mentee sẽ đóng góp một số tiền trực tiếp đến đối tượng thụ hưởng của Give It Back. Điều này sẽ dần xây dựng hành vi trách nhiệm trong cộng đồng người trẻ, đồng thời giúp được những đối tượng kém may mắn trong xã hội. Sau 3 mùa hoạt động, Give It Back đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Bắt đầu mùa 1 từ tháng 4 năm 2020, Give It Back đã gây được nguồn quỹ hơn 45 triệu đồng để đóng góp vào quỹ cộng đồng ứng phó Covid của Link Center nhằm hỗ trợ cho 10 NPO của địa phương. Đồng thời, dự án đã thu hút được hơn 98 mentors, truyền cảm hứng cho 162 bạn mentee trên con đường phát triển bản thân và sự nghiệp. Tiếp nối thành công từ mùa 1, Give It Back mùa 2 đồng hành cùng tổ chức Hà Giang Trẻ trong dự án tặng bồn nước cho đồng bào trên cao nguyên đá, hỗ trợ hơn 78 triệu đồng cho các đồng bào dân tộc thiểu số, giảm bớt sự khó khăn trong việc dự trữ nước sinh hoạt. Dự án đã thu hút được sự tham gia của 115 anh chị mentor, cùng với nhau truyền động lực cho 117 bạn mentee. Give It Back trở lại vào mùa 3 và đồng hành cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong công tác trồng rừng tại Vườn Quốc gia Đến Em, Thanh Hóa. Dự án đã đóng góp được 599 cây xanh, góp phần mở rộng hệ thống rừng đầu nguồn quốc gia và phần nào giảm thiểu thiệt hại do bão lũ ở miền Trung. Đồng thời, dự án đã giúp được 102 bạn mentee được kết nối và hướng dẫn bởi 146 mentor đồng hành cùng chương trình. Trong mùa 4 này, Give It Back sẽ đồng hành cùng dự án Thư viện Ước Mơ với mục tiêu gây quỹ được 92 triệu nhằm xây dựng được một thư viện miễn phí cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại miền Tây, giúp các em được tiếp xúc với sách, từ đó nuôi dưỡng các giá trị chân thiện mỹ trong tâm hồn của các em. Ngoài sự kết nối 1-1 giữa mentor và mentee, Give It Back còn có những hoạt động bonding kết nối cộng đồng vô cùng thú vị như Little Train Sport, cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua các hoạt động thể dục thể thao, Movie Based Learning, cùng nhau thưởng thức và thảo luận về những bộ phim ý nghĩa nhất, kịch ứng tác Improvise, luyện tập sự nhạy bén và cùng nhau cười sảng khoái khi tham gia các vở kịch không hề có kịch bản từ trước, Mentor Mentee Night, các buổi gặp gỡ, networking giữa các mentor và mentee để kết nối hơn nữa đại gia đình Give It Back. Give It Back tin rằng tìm được một người mentor phù hợp để đồng hành trên con đường phát triển của bản thân là một món quà vô giá, và mong rằng bạn sẽ tìm được người mentor của mình tại dự án Give It Back. And let your mentoring journey begins. Vừa rồi thì chúng ta cũng vừa được xem qua một cái đoạn video ngắn để mà giới thiệu về dự án Give It Back, cũng là dự án mà đang tổ chức ra buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì chắc là mình cũng xin được phép giới thiệu một chút về bản thân của mình. Thì mình tên là Minh, hiện tại thì mình đang là partnership lead của dự án Give It Back mùa 4, và ngày hôm nay thì mình cũng rất vui khi được đóng vai trò là một người host để mà có thể là làm cái cầu nối giữa các anh chị với những cái anh chị mentor, những cái khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay. Thì quay lại một chút về dự án Give It Back. Thì dự án Give It Back, các anh chị thân mến, là một cái dự án gây quỹ cộng đồng và được khởi xướng và thành lập dưới cái sự hướng dẫn của tổ chức Lead The Change. Và dự án Give It Back hoạt động theo mô hình mentoring one on one, có nghĩa là tại Give It Back thì chúng tôi có được cái sự tin tưởng, cái sự đồng hành của các anh chị mentor, là những cái anh chị mà đến từ rất là nhiều cái background khác nhau, và các anh chị sẽ là cái người sẵn sàng cho đi và sẵn sàng giúp đỡ hướng dẫn cho những cái bạn mentee, là những cái bạn người trẻ, để mà các bạn có thể là phát triển được nhanh hơn, phát triển được tốt hơn ở trên cái con đường sự nghiệp của mình. Và khi mà các bạn mentee được kết nối với các chị mentor như vậy thì các bạn, chúng ta cũng sẽ có một cái hành động mang lại cái giá trị cho xã hội, đó là chúng ta sẽ donate ngược lại cho một cái dự án mà có thể là tạo ra được cái giá trị cho xã hội. Thì trong 3 mùa vừa qua thì Give It Back đã hoạt động và gây quỹ được hơn khoảng 160 triệu để mà hỗ trợ, để mà giúp đỡ cho các cái đối tượng khác nhau. Và trong mùa 4 này thì chúng tôi đang đồng hành cùng với dự án Thư viện Ước Mơ để mà cùng chung tay với nhau. Chúng ta có một cái mục tiêu là tạo ra được khoảng 92 triệu đồng tiền quỹ để mà từ đó chúng ta có thể là xây được một cái thư viện miễn phí dành cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại miền Tây, để mà các em có thể là được tiếp xúc với sách, để mà có thể tiếp xúc được với những cái lớp học về văn hóa nghệ thuật, và cũng dần dần từ đó là xây dựng những cái tính chân thiện mỹ ở trong tâm hồn của các em. Thì đó là cái mục tiêu của Give It Back. Và hiện tại thì dự án cũng đã đi được một chặng đường tương đối dài, và đến hiện nay thì tổng cái số tiền mà donate được của dự án là đang khoảng 58 triệu đồng. Thì nếu như các anh chị chúng ta tham dự vào buổi ngày hôm nay và chúng ta thấy rằng dự án cũng đang tạo ra được những cái giá trị nhất định và mô hình cũng có được những cái ý nghĩa, thì các anh chị có thể là cùng chung tay với Give It Back để chúng ta tạo ra được cái nguồn quỹ và cùng nhau xây dựng nên được cái thư viện dành cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, được không ạ? Rồi, thì đó là một đôi điều về dự án Give It Back. Và qua phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái chuỗi webinar mà chúng ta đang tham dự. Thì đây là một cái chuỗi webinar series của Give It Back tổ chức dành cho những cái anh chị mà chúng ta làm ở trong những cái ngành nghề, những cái bạn trẻ mà chúng ta đang chuẩn bị ra trường và chúng ta cần có những sự định hướng. Thì đây là cái chuỗi thứ tư ở trong cái chuỗi 7 cái chủ đề này. Đây là cái chủ đề về finance, về tài chính. Và cái buổi ngày hôm nay các anh chị là cái buổi thứ hai, là nói về tài chính cá nhân, một cái chủ đề mà nó không phải gọi là quá technical, mà nó là một cái chủ đề mà gần như bất cứ ai trong chúng ta cũng cần phải hiểu rõ, và đâu đó chúng ta cũng cần phải làm chủ được, phải không ạ? Và trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những cái outcome, chúng ta sẽ có những cái kết quả mà muốn đạt được. Thì nhờ ban tổ chức cho slide tiếp theo ạ. Về một số những cái kết quả mà chúng ta muốn đạt được trong ngày hôm nay là chúng ta sẽ hiểu được là tại sao mà chúng ta cần phải hiểu được cái câu chuyện mà làm chủ cái tài chính cá nhân, và chúng ta sẽ biết được những cái nguyên tắc chung trong cái việc mà làm chủ cái tài chính cá nhân nó sẽ là những cái gì, đâu là những cái loại hình đầu tư mà người trẻ chúng ta có thể tham khảo được, và có những cái câu chuyện thực tế từ những cái anh chị mentor để mà chúng ta có thể được truyền cảm hứng từ đó. Và đương nhiên là trong buổi ngày hôm nay chúng ta không thể nào không nhắc tới được hai vị diễn giả, hai vị khách mời rất đặc biệt và sẽ là cái người hỗ trợ hướng dẫn cho chúng ta. Hôm nay Give It Back cũng rất là vui khi mời được đến chương trình. Đầu tiên là anh Chris. Anh Chris là mentor của Give It Back và hiện anh đang là Vice President của Sovico Group. Đồng thời anh cũng đang là co-founder của Farm Central. Thì anh Chris đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc là nghiên cứu chiến lược kinh doanh, tạo tác động mở và triển khai các dự án ở cái vị trí là giám đốc kinh doanh và tư vấn quản lý. Và anh từng giữ các chức vụ chủ chốt của các công ty như là Infinity Blockchain Ventures, QRC Group, Asian Blockchain Review và Infinity Dex. Và đồng thời là cũng có chị Quỳnh Anh cùng join với chúng ta trong cái buổi ngày hôm nay. Thì chị Quỳnh Anh cũng là mentor tại Give It Back và chị hiện đang là giám đốc chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Thụy Sĩ Swift EP Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra chị Quỳnh Anh còn là giám đốc tăng tốc và đầu tư tại Wise, sáng kiến phụ nữ khởi nghiệp với mục tiêu tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong kinh doanh. Chị đã có 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực về tài chính. Chị từng là chuyên viên tư vấn chính thức và đầu tư thay thế của NEPC Boston. Và cũng không để các anh chị chúng ta phải đợi lâu hơn nữa thì hai vị diễn giả của chúng ta cũng đã lên camera rồi. Thì không biết là em có thể là mời hai anh chị là chúng ta cùng bật mic lên và chia sẻ một chút xíu về bản thân mình, đôi nét về bản thân mình để mọi người biết và hiểu thêm về các anh chị được không ạ? Chắc em mời anh Chris đầu tiên được không anh? Phải nhường chị Quỳnh Anh trước chứ, nhưng mà thôi được rồi, để anh đi trước cho. Rồi ha, chào tất cả các bạn. Thì đầu tiên thì cảm ơn Give It Back đã có cái lời mời cho anh Chris để join lại cái bữa hôm nay. Và theo như Minh có trao đổi với anh thì hình như là bữa nay là chúng ta vừa có các bạn sinh viên join và cũng có thêm các anh chị đang đi làm cũng tò mò với những cái topic nó khá là hay như thế này thì cũng join với anh em mình. Thì chia sẻ nhanh một chút xíu thì anh Chris hiện giờ đang làm cho tập đoàn Sovico. Thì Sovico thì có thể là những cái bạn mà không follow về kinh tế thì chắc là sẽ không nghe cái name này, nó không có quen lắm. Nhưng thực ra các công ty con của tập đoàn này thì các bạn chắc là sẽ biết hết, là gồm có hãng máy bay Vietjet này, có ngân hàng HD Bank này, ở Đà Nẵng thì có mấy cái resort tên là Furama này, ví dụ như vậy. Những bạn nào mà thích đi du lịch thì tất cả đều là trực thuộc tập đoàn Sovico. Thì trước khi về corporate thì anh Chris làm về startup, về công nghệ, đặc biệt là công nghệ blockchain trong khoảng 4-5 năm gần đây. Thì hiện giờ thì anh vẫn đang có một cái dự án blockchain tên là Farm Central. Thì Farm Central nói nôm na là một cái nền tảng công nghệ giúp cho tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội tham gia vào đầu tư những cái bộ phim hot như là phim Bố Già đợt vừa rồi, anh ví dụ như vậy cho dễ hình dung nhất. Là nó là một cái crowdfunding platform mà welcome hết tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ đến từ cộng đồng để có thể tham gia vào tất cả các cái dự án đó. Rồi anh xin hết, chắc tới chị Quỳnh Anh đi. Rồi, cảm ơn các bạn. Áo đỏ là phải đi trước là đúng rồi đúng không? Không phải chăn tiền gì nữa đâu. Xin chào các bạn. Cũng đã tham gia với cả trước là Little Train và bây giờ là Give It Back cũng đã một thời gian rồi, từ những ngày đầu tiên, và mình luôn luôn rất là trân trọng cái nỗ lực cũng như là công việc của team của các bạn Little Train và Give It Back trong việc tạo ra một cái sân chơi cho các bạn trẻ, và các bạn hơi trẻ, và các bạn như mình là cũng không còn trẻ nữa rồi nhưng vẫn còn ham hố. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cứ giao lưu ngày thứ bảy thôi. Thì cũng hy vọng rằng là Chris và Quỳnh Anh có thể chia sẻ với các bạn một số những cái kinh nghiệm cũng như là cái trải nghiệm và cái góc nhìn của mình về tài chính cá nhân. Cái background của chị thì hơi khác với cả Chris một chút, ngược lại một chút, nó là chị Chris là làm startup rồi đi vào corporate. Thì chị trước là chị làm corporate một hồi, và sau một thời gian thì chuyển qua làm rất là nhiều hoạt động liên quan đến startup, nhưng nó nằm ở trong cái khía cạnh về xây dựng hệ sinh thái nhiều hơn. Thì chị là dân tài chính by training, tức là học từ đại học lên đến thạc sĩ thì đều tập trung vào ngành tài chính. Sau đó đi ra thì cũng trước đó học tốt nghiệp đại học xong thì chị làm việc cho CD Group và để định giá các để định giá cho các như hedge funds, là những cái quỹ đầu tư, các portfolio, cái danh mục đầu tư vào các công ty gọi là hay là các quỹ đầu tư rủi ro, tức là alternative hay là hedge fund. Và sau đó thì chị đi học MBA cũng là về tài chính, sau đó thì ra làm cho một công ty tư vấn về tài chính cho các quỹ lớn, có lẽ là cũng hàng đầu ở Hoa Kỳ. Rồi sau đó chị cũng trải qua rất là nhiều những công việc tài chính khác nhau, và cuối cùng thì đến cũng phải 4-5 năm nay rồi, chị bắt đầu chuyển qua làm với cả thế giới startup, và do đó thì cũng sẽ có một cái góc nhìn tương đối nhất định về khía cạnh tài chính, và hy vọng rằng là có thể chia sẻ và các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó hữu ích cho mình. Thật ra chị Quỳnh Anh là Chris là làm corporate, xong rồi bắt đầu corporate, xong bắt đầu startup, xong bắt đầu mới bây giờ lại quay về corporate nữa, chứ cũng không hoàn toàn là bỏ xứ startup mà đi, xuất phát vẫn là corporate. Ok rồi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì ở đây thì em thấy cũng có một vài những cái comment rất là thú vị của anh Huỳnh Công Thắng, là founder của Lead The Change và Give It Back. Anh nói là chưa gì mà đã cảm thấy rất là hay rồi. Có nghĩa là hôm nay là chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều những cái chia sẻ rất là thú vị đang chờ cho chúng ta ở đằng sau. Thì chắc là em cũng xin phép được bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay với một vài những cái câu hỏi. Chắc là em cũng xin phép được hỏi các anh chị một chút xíu về không biết là về cái con đường sự nghiệp của các anh chị từ lúc bắt đầu đến bây giờ thì nó đã có những cái cột mốc như thế nào. Anh chị có thể là chia sẻ một chút để mà các bạn tham gia cũng sẽ có được một cái góc nhìn nó sâu sắc hơn về những cái gì mà anh chị đã trải qua được không ạ? Thì lần này chắc là em sẽ nhờ chị Quỳnh Anh bắt đầu chia sẻ câu chuyện trước được không chị? Ok, thực ra thì hồi xưa chị có một cái may mắn là bố mẹ chị gửi cho chị đi du học ở nước ngoài. Nghe thì hồi đấy, nghe thì bây giờ nó có vẻ xa xỉ, nhưng thực ra là hồi đấy mặc dù là đi học nước ngoài nhưng mà chỉ học cấp 3 và sau đó năm cuối của cấp 3 và sau đó vào đại học thì thực ra là cái thời gian đó là làm việc quá trời luôn á, đi làm thêm quá trời lên luôn để tự chi trả cho học phí thì có học bổng, còn phần còn lại thì tự đi làm để chi trả cho cái cuộc sống của mình. Và bố mẹ thì cũng hỗ trợ một thời gian đầu, nhưng mà sau đó thì dần như là chị tự đi làm thêm để trang trải cho mình. Thì những cái việc mà chị đã kinh qua bao gồm như là kỹ năng rửa bát, bưng bàn. Chị nghĩ rằng là nếu mà bây giờ mà đi bưng bàn đó, chị cũng sẽ giỏi hơn một cơ số các bạn nhất định ở đây. Tính tiền tip rất là nhanh, 10, 15%, 20%, những cái đó là cũng đã phải trải qua một thời gian khá là dài trong những năm học đại học. Thì sau khi học đại học xong thì chị học về tài chính. Thì lúc đấy thì nghĩ cũng rất là đơn giản thôi, thì cũng hồi đó thì bảo là thôi bây giờ học tài chính, học cái ngành nào mà nó dễ kiếm việc làm á. Thế thì mình sẽ thấy bảo là ngành quản trị kinh doanh thì nó phổ biến và nó dễ kiếm việc làm. Thì mình đăng ký vào học cái ngành đó, và sau một thời gian thì mình bảo thôi nhưng mà cái ngành này hình như là mọi người đại khái là mọi người không nghĩ là quản trị kinh doanh là cái ngành nào mà nó giỏi lắm hay là nó thông minh lắm, thì hay là mình chuyển qua học ngành engineer, tại vì ngành đấy nó mới khó, mà học ngành khó thì nó mới cool. Thế là mình bắt đầu bảo hay là mình chuyển qua làm engineer. Nhưng mà cuối cùng là mình thử một thời gian, mình thấy rằng là một hai khóa gì đó thì mình cũng thấy rằng là như thế nó cũng không phải là quá hợp với mình, thế nên mình sẽ chọn trong ngành quản trị kinh doanh thì có cái ngành nào nó khó nhất. Thì trong quản trị kinh doanh thì mọi người cứ hay nói tài chính là khó nhất, nên mình đi học tài chính. Thì cái câu chuyện nó cũng bắt đầu nó vu vơ thế thôi, cho nên là nếu như mà các bạn nghĩ rằng là tại một thời điểm nào đó mà chị biết rất là rõ là mình muốn gì, hay là đưa ra những quyết định có kế hoạch một cách bài bản rõ ràng, thì nó cũng không hẳn là như thế đâu. Mình đều có những cái bước nó nhiều khi nó cũng khá là random. Sau khi tốt nghiệp xong thì có một điểm đó là dù là lúc đấy mình chưa biết rõ là mình muốn gì, nhưng chị nhớ rằng là chị luôn muốn thử thách bản thân mình và cố gắng học những cái chỗ khó nhất và cố gắng đạt điểm cao nhất. Và vì mình có cái kết quả học tốt thì do đó thì cái việc mà xin việc làm sau đại học nó cũng không quá khó khăn. Chị đi làm cho CD Group. Thì lúc đấy may mắn sao thì CD Group mới mua lại một cái công ty ở trong cái bang mà chị học, và nó làm về định giá hedge fund, tức là nó làm về gọi là custodian administration, tức là định giá cho các quỹ hedge funds. Thì chị vào vừa mới mở ra thôi, thì chị vào chị làm, và làm thì học được rất là nhiều thứ rất là hay. Tại vì thông thường học làng nhàng đại học một cái trường không quá xuất sắc nổi tiếng như chị mà có cơ hội làm first job mà làm việc với cả hedge fund thì cũng không có nhiều. Thì sau chị làm khoảng tầm 2-3 năm thì chị bảo ôi bây giờ bước tiếp theo là thấy mọi người hay làm 2-3 năm, vài năm xong thì mọi người hay đi học tiếp lên lấy bằng MBA. Thì mình cũng đi học MBA, và ra thì mình cũng có lẽ là may mắn mình ở lại Boston và làm cho một cái công ty gọi là NEPC, và lúc đó nó là công ty lớn thứ nhất ở Mỹ về tư vấn cho các quỹ gọi là các quỹ lương hưu, các pension fund ở Mỹ. Và những quỹ này thì cái số tiền của họ rất là lớn và họ cần có những cái người tư vấn trong việc là xác định xem là những cái tiền như thế thì nên danh mục đầu tư của họ nên đầu tư vào những chỗ nào, đầu tư vào đâu. Và sau một thời gian làm cho NEPC thì chị có bắt đầu rồi, chắc là con đường cũng là dài để chuyển sang cho Chris, nhưng mà anyway là chị tiếp tục đi theo con đường corporate khoảng tầm vài năm nữa. Trong đó thì có quá trình là chuyển về Việt Nam, rồi qua Thụy Điển, rồi lại quay về Việt Nam và bắt đầu làm về cái dự án với cả Swiss EP. Thì đấy là cái con đường của chị cho đến bây giờ. Dạ, em cảm ơn chị. Còn về phía anh Chris thì sao ạ? Còn không biết là về cái con đường sự nghiệp của anh như thế nào, và trong cái lúc đó thì những cái tư duy về tài chính cá nhân của anh thì nó cũng đã được phát triển theo thời gian ra làm sao? Anh nghĩ là có một cái từ trong cái chia sẻ của chị Quỳnh Anh mà anh nghĩ là anh muốn start nó từ cái điểm đầu tiên, và anh nghĩ nó cũng có ảnh hưởng lên cái tư duy tài chính của anh từ thời điểm nó đổ đi nha. Là cũng giống như chị Quỳnh Anh ấy, thì lúc mà anh đi học đại học ở Mỹ ấy, thì thật ra cái công việc đầu tiên anh bước chân qua Mỹ khi trong lúc đợi đi học ấy, vào mùa đi học ấy, là anh đi bưng phở. Anh đi bưng phở ở nhà hàng. Thì cái buổi đầu tiên anh đi làm là anh về anh bị chuột rút luôn. Có nghĩa là bị chuột rút có nghĩa là mình chưa bao giờ đứng quá lâu đến như vậy và làm việc tới cái cường độ như vậy. Anh bị chuột rút, mà anh là dân chơi thể thao nha, chứ không phải là công tử bột nha. Phải chú thích cho các bạn, mắc công các bạn lại nói anh Chris yếu đuối quá. Và sau khi bưng phở một tháng xong, các bạn có biết là anh có một cái suy nghĩ như thế nào không? Anh nói là không được, mình sẽ không bao giờ làm công việc chân tay như thế này được nữa. Thời gian này phải làm một cái gì đó để nó ra được nhiều giá trị hơn đó. Thì chính vì cái kim chỉ nam đó của anh, và kể từ sau cái lần bưng phở đó của anh, không bao giờ anh quay trở lại công việc tay chân một lần nào nữa. Và ngay khi anh đi vào trường đại học của Mỹ anh học á, là ngay lập tức anh đã có một cái công việc là đi làm trợ giảng ở trong trường, và xuyên suốt quá trình học đại học và thậm chí sau này là thạc sĩ của anh, chưa bao giờ anh có một cái công việc nào mà quay lại cái công việc mà gọi là làm chân tay nữa đó. Thì anh nghĩ đó là cái cột mốc thứ nhất, là chúng ta phải xác định xem là chúng ta tối ưu hóa cái sức lực và cái sức trẻ của chúng ta vào những cái công việc như thế nào để nó đem lại được nhiều cái giá trị lớn nhất đối với chúng ta. Đối với anh đó, bưng phở một tháng là đã đủ hiểu giá trị của đồng tiền và đã đủ hiểu cái giá trị của cái chuyện là đứng bán hàng rồi, cũng không cần tốn thêm nhiều thời gian ở chỗ đó nữa, anh ví dụ như vậy ha. Rồi cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chắc là cũng giống chị Quỳnh Anh một chút xíu, thì công việc đầu tiên của anh là công việc đầu tiên của anh là làm ở tại ngân hàng, một ngân hàng ở tại Việt Nam. Thì ở thời điểm đó anh mang rất nhiều ước mơ và gọi là tham vọng từ anh đi học ở Mỹ về, và anh về Việt Nam anh tưởng tượng ra là cái sự nghiệp của anh nó sẽ rực rỡ lắm ở Việt Nam tất cả các thứ. Thì khi về tới Việt Nam á, thì thứ nhất là năm 2010 á, thì kinh tế Việt Nam nó hơi có một cái độ suy thoái nhẹ một chút xíu là một. Với lại cái thứ hai nữa là anh nhận ra một điều là trong ngành tài chính ngân hàng á, anh quá gọi là sinh sao đẻ muộn đi. Các bạn sẽ phải hiểu được cái chuyện này, nghĩa là sinh sao đẻ muộn, nghĩa là mình vừa nhỏ tuổi này, mình vừa ít kinh nghiệm này, tất cả các thứ. Và bản thân anh thì là một con người tham vọng, anh ví dụ như vậy. Thì anh mới định ra là nếu mà mình tiếp tục đi cái con đường này á, thứ nhất là nó đông đúc này, và nó cạnh tranh là tất cả các thứ. Liệu có một cái con đường nào khác để mà cho mình vừa phát triển mà lại vừa mình có thể cắt ngắn được cái gọi là cái tốc độ di chuyển của mình hay không? Đấy, thì có nghĩa anh làm bank được khoảng 2 năm thì anh nhận ra được cái câu hỏi đó, và anh quyết định là anh sẽ chuyển cái trục của anh qua làm một số cái công việc có liên quan tới ngành digital, anh ví dụ như vậy. Bởi vì á, và cái này nó cũng sẽ có cái gọi là cái yếu tố mà tại sao cái gọi là quản lý tài chính cá nhân nó đi theo hướng đó nha. Để anh giới thiệu sơ chút xíu. Thì anh quyết định là anh chuyển cái trục cái công việc của anh sang ngành công nghệ, bởi vì anh ở thời điểm đó anh nghĩ là một cái công ty công nghệ đang rất là, những công ty công nghệ rất là hot, thì cho dù họ là công ty công nghệ, họ vẫn cần những cái người có kiến thức về business, về những người có kiến thức về tài chính giống như anh, để giúp cho họ phát triển cái business của họ lên, đúng không? Thì khi mà anh suy nghĩ điều đó xong thì anh quyết định là anh nhảy qua ngành công nghệ anh làm. Và cái chuyện đó, anh nhảy qua ngành công nghệ anh làm, nó đã tạo điều kiện cho anh vừa ở một trường mực nào đó, giống như là anh vừa tinh thông về tài chính mà anh lại vừa tinh thông luôn cả về công nghệ. Thì cái đó vô tình, không, thực ra cũng không vô tình lắm đâu, nó vô tình nó sẽ tạo lên một cái giá trị rất là hiếm ở nơi em. Và khi em là một cái tài sản hiếm thì em biết chuyện gì xảy ra với cái giá trị của mình rồi đó, là cái giá trị của mình ở thị trường, cái giá trị của mình ở trong các cái công việc nó sẽ tăng lên đó. Thì cũng quay lại cái chia sẻ lúc rất đầu của anh đó, là phải xác định được là cái giá trị mà mình muốn đem lại cho chính bản thân mình là cái gì, và mình sẽ có những cái sự invest, những cái sự đầu tư cụ thể vào cái cách mà thực hiện, gọi là thực thi hóa cái mong muốn đó của mình. Và nếu mà anh có thể đi sâu về cái đó ở những cái topic sau mà về career với Give It Back á, thì rõ ràng anh bây giờ đang là một cái ví dụ rất là cụ thể, là ở một độ tuổi thật sự anh nghĩ là rất là trẻ nha, vẫn còn rất là trẻ, và ngồi ở một cái vị trí cũng khá là cao ở một cái tập đoàn rất là to. Thì nó cần có những cái sự đánh giá hết sức là thực tế về cái khả năng của bản thân, và tạo ra cho mình những cái gọi là những cái yếu tố nó hơi rare một chút xíu, thì khi mà mình rare, mình hiếm thì giá trị và cái gọi là cái sự mong muốn của thị trường dành cho em nó sẽ rất là cao, kiểu vậy thôi. Vâng, cảm ơn chia sẻ của hai anh chị. Thì rõ ràng là em thấy rằng là sau cái chia sẻ của hai anh chị thì cái con đường của anh chị đã trải qua thì nó cũng đã rất là dài và cũng có rất là nhiều những cái trải nghiệm ở trong đó, và có những trải nghiệm thì là nó random, có những trải nghiệm là nó không được random lắm, đúng không ạ? Nó cũng có những cái sự suy tính từ trước. Bây giờ nếu như mà quay trở lại với chủ đề về tài chính cá nhân, thì theo anh chị thấy rằng là tại sao cái chủ đề này là một cái chủ đề mà nó quan trọng, tại sao mọi người chúng ta cần phải biết về nó, và theo các anh chị thì để mà chúng ta có thể là nâng cao được cái khả năng mà quản lý được những cái tài chính cá nhân của mình thì đâu là những cái việc gì mình cần phải làm? Thì không biết là anh chị có thể là chia sẻ với em về cái và mọi người về cái chủ đề này được không ạ? Thì chắc anh Chris vừa mới chia sẻ rồi, thì chắc em sẽ nhờ chị Quỳnh Anh phân tích trước về câu hỏi này được không chị? Thì thực ra là khi mà chúng ta nói đến, nhiều khi chúng ta hay nói đến từ tự do, đúng không? Độc lập, tự do, hạnh phúc là một cái slogan của Việt Nam, và nhưng mà thường mình cũng nghe thấy cái từ người ta hay nhắc đến là tự do tài chính, đúng không? Cái này nó thể hiện ra cái tầm quan trọng của vì sao chúng ta cần phải quan tâm đến tài chính. Và một cơ bản thì ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta nghĩ đến vấn đề này rất là nhiều, dù có muốn hay là không muốn thì chúng ta tuy nhiên là tùy vào hoàn cảnh của mỗi bạn, nhưng chúng ta cũng thường nghĩ đến vấn đề này rất là nhiều. Trước đây mọi người tự hỏi tài chính là gì? Thực ra những cái gì mà nó liên quan đến tiền thì nó là tài chính. Và tài chính cá nhân thì là gì? Tài chính cá nhân thì là những cái vấn đề liên quan đến tiền bạc chi tiêu của mình. Và dù có lẽ là chúng ta ngày hôm nay cùng trong một cái forum này thì chúng ta cùng có điểm chung, đó là chúng ta cùng đồng ý là tiền là quan trọng, đúng không? Tài chính là quan trọng, tiền là quan trọng. Và nếu nó đã là quan trọng thì chị chưa nói đến là quan trọng đến mức độ nào nha, nhưng nếu nó đã quan trọng thì chắc chắn là chúng ta nên có một cái phương pháp tiếp cận nhất định, tức là có thể là chúng ta học rất nhiều ở trường lớp về bài vở, về nếu như các bạn không học về ngành tài chính hay quản trị kinh doanh thì chúng ta học nhiều các kỹ năng khác nhau để có được để sau này đi làm rồi có tiền, đúng không? Tiền để chi trang trải cho cuộc sống, và ai thì cũng muốn có những cái mục tiêu nhất định trong cuộc sống, nhưng mà trong trường lớp thì cũng ít khi dạy cho chúng ta là chúng ta nên có một cái kế hoạch cho cá nhân mình như thế nào về khía cạnh tài chính. Tại vì là khi chúng ta nói đến hạnh phúc, khi chúng ta nói đến thành công, khi chúng ta nói đến sự viên mãn, thì đâu đó ở trong tất cả những cái đó nó đều có hình bóng của vấn đề tài chính, đúng không? Chúng ta khó mà có thể nói rằng là chúng ta có thể vô cùng hạnh phúc nếu như mà chúng ta ngày mai chúng ta chưa biết là chúng ta sẽ có tiền đủ cho ăn, đủ để ăn không, rồi trả tiền nhà, rồi đóng tiền học cho con, vân vân, hay là sự thành công, đúng không? Rất là nhiều thước đo. Một trong những thước đo rất quan trọng của sự thành công đó là tài sản, sự giàu có, vân vân. Thì đó là cái lý do mà vì sao chị nghĩ rằng là chúng ta nên có những cái ý thức sớm về cái việc là làm thế nào chúng ta có những cái kiến thức và chuẩn bị cho mình những cái kế hoạch để chúng ta gọi là enhance cái khả năng đạt đến cái mục tiêu của mình từ khía cạnh tài chính. Dạ, em cảm ơn chị Quỳnh Anh. Còn về anh Chris thì sao? Anh nghĩ sao về câu hỏi này ạ? Anh nghĩ là cũng tiếp một vài cái ý mà chị Quỳnh Anh có chia sẻ ra, thì anh từ hồi hơi trẻ, nhỏ hơn một chút xíu, trẻ hơn chút xíu, thì mẹ anh có dạy anh cái câu này, anh nghĩ là nó đúng nha, anh nghĩ là nó đúng rồi. Đấy là một cái ý của chị Quỳnh Anh mới vừa nói, nhưng mà anh nghĩ là chắc anh summarize thành một cái câu nó để cho mọi người dễ nhớ. Thì cái câu mà tiền không mua được hạnh phúc thì mọi người nghe nhiều rồi, đúng không? Nhưng mà thiếu tiền thì cũng khó có hạnh phúc đó. Thì anh nghĩ là mình cũng nên nhớ cái chuyện đó, là để mà chúng ta có một cái cuộc sống mà nó tương đối, nó thoải mái, nó vô lo, nó có chất lượng, thì cái sự chủ động và cái khả năng mà quản lý về tài chính của mình nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì nó một khi mà chúng ta giữ được cái thế chủ động trong những cái chuyện mà tiền bạc á, thì gần như thì chúng ta mới có cơ hội để tác động lên những cái yếu tố mà gọi là tác động lên cuộc sống của mình. Chứ còn nếu mà trong tay mà chắc chỉ cầm giấy lộn không thôi thì chắc là sống cuộc sống mà nó xô mình chỗ nào là mình sẽ ngã theo chiều đó thôi, chứ cũng sẽ khó mà có sự chủ động ở trong đó, là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là Từ cái gọi là sự phát triển của cá nhân bản thân anh á, thì anh thấy là cái cách mà chúng ta quản lý tài chính cá nhân á, nó cũng sẽ dẫn đến cái trường phái mà sau này trong cái công việc và trong cái làm việc, và sau này nếu mà các bạn có cơ hội trở thành các nhà quản lý á, nó cũng sẽ gọi là phản ảnh cái phong cách và cái khả năng quản lý của các bạn trong cái vấn đề mà tài chính của công ty, của team nó là như thế nào. Và đối với anh á, những cái khả năng quản lý tài chính đó nó không mọc ra ở trên cây, có nghĩa là không phải đi làm 10 năm sau nó mọc ra ở trên cây, mà nó sẽ mọc từ từ trong cái quá trình mà khi chúng ta lớn lên. Vì chính vì cái chuyện mà nó mọc ra như vậy nên nó cần có cái sự va chạm và sự điều chỉnh. Và cái sự va chạm và điều chỉnh ở đây là như thế này nè, là các bạn, nó không phải là bữa nay vì chị Quỳnh Anh và anh Chris nói cái formula nó như vậy, cái cách làm như vậy là tụi em về ghi chép và tụi em làm y chang như vậy, bởi vì nó sẽ sai. Bởi vì sao? Là cơ địa này, là cái tình huống này, cái thời thế và thậm chí cái vật giá của ngày hôm nay nó đã khác. Cái câu chuyện là anh Chris với lại chị Quỳnh Anh cách đây 10 năm, anh ví dụ như vậy đó, thì do đó là chúng ta phải bắt đầu cái câu chuyện mà quản lý tài chính cá nhân nó càng sớm càng tốt. Sai cũng được, chưa đúng cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là bắt đầu. Bởi vì chính vì cái sự bắt đầu đó, nó bắt đầu mình mới hình thành lên chính cái mô hình của mình. Và biết đâu được 10 năm sau lại chính các bạn ngồi ở cái vai trò như thế này, lại đi chia sẻ với lại anh, ví dụ như là con của anh Chris đang ngồi nghe là như thế này là cái cách các bạn ví dụ như quản lý tài chính, ví dụ như vậy đó. Thì nó là như vậy thôi, nó là một cái vòng tròn như vậy. Các bạn phải bắt đầu từ ngày hôm nay, để rồi khi mà chúng ta có những cái cơ hội tốt hơn trong công việc và trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ có đủ cái kinh nghiệm để xử lý những cái tình huống đó. Vậy thì rõ ràng rằng là chúng ta không thể nào mà chúng ta mua được hạnh phúc bằng tiền. Nhưng mà nếu chúng ta lại không có tiền thì cũng đôi khi nó cũng sẽ khá là vất vả, phải không ạ? Và cái hành trình mà chúng ta quản lý tài chính thì có khả năng là chúng ta sẽ cần phải làm nó ngay bây giờ. Thì càng về sau này có thể là chúng ta sẽ có vấp ngã, chúng ta sẽ có sai, nhưng mà dần dần thì chúng ta cũng sẽ tốt hơn và chúng ta sẽ tìm ra được cái phương pháp thật sự đúng với mình, phải không ạ? Và lúc nãy giờ thì em cũng nghe anh Chris có nói về những cái phương pháp mà hôm nay các anh chị sẽ có chia sẻ với các bạn, và thì em cũng muốn hỏi sâu thêm một chút xíu về những cái phương pháp đó, về những cái nguyên tắc, về những cái tips mà các anh chị đã sử dụng cho mình ngày trước và các anh chị cảm thấy rằng là nó thực sự rất là hữu hiệu. Thì không biết là anh chị có thể share thêm về những cái phong cách đó, những cái tip đó để mà các bạn chúng ta tham dự ngày hôm nay có thể là áp dụng đâu đó ở trong cuộc sống của mình, được không ạ? Về câu hỏi này thì chắc là em cũng mời chị Quỳnh Anh sẽ là người bắt đầu trước. Ôi, ok. Thực ra thì thế này, lúc nãy thì em còn nói là những cái gọi như là tips hay là những cái thành công trong tài chính thì chắc là chị cũng chưa dám nhận, bởi vì chị cũng là một người khá là ngẫu hứng. Khi mà mọi người nói đến quản lý tài chính thì mọi người có thể nghĩ đến là một cái gì đấy nó rất là quy củ, nó rất là sách vở, nó rất là hay như nó rất là nguyên tắc bài bản, nhưng mà thực ra thì nó cũng không hẳn là như thế đâu. Nó có lẽ là một cái chị nghĩ là nó là một cái cách mình nhìn thôi, là một số những cái quy tắc nó khá là cơ bản, đúng không? Mình muốn có tiền thì mình phải kiếm ra tiền, đúng không? Mình muốn có tiết kiệm thì bây giờ mình phải kiếm rất nhiều tiền hơn là việc mình tiêu tiền. Vậy là mình tiêu ít hơn mình kiếm ra thì bây giờ mình sẽ có tiền để mình tiết kiệm. Tiền tiết kiệm đấy thì sau này mình có thể làm những việc khác trong tương lai. Thì những cái quy tắc, những cái principle đấy thì nó rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ thì có lẽ là mình có một cái ngày xưa có bao giờ các bạn nghe thấy bố mẹ bảo là trẻ bây giờ tụi bay sướng cái gì cũng có, ngày xưa thì làm gì có cái gì, nhiều cơm cũng còn ăn, phải độn sắn độn khoai các thứ, không? Nghe cái kêu đấy là ai cũng đã từng nghe rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó cũng có cái khổ của bây giờ, đó là bây giờ nào là Shopee, nào Lazada, rồi sale hết mùng 7 tháng 7 cũng sale, mà 30 tháng 6 cũng sale, mùng 8 tháng 8 chuẩn bị mùng 9 tháng 9, mùng 10 tháng 10, đúng không? Rồi ngày nào cũng sale, mà sale hoài như thế thì bây giờ, và mình như là mở máy ra một cái là thấy ad, rồi Zalo cũng có, Facebook cũng có, thì nó rất là khó để cho mình có thể không bị cám dỗ và cuốn hút vào cái việc mà tiêu tiền như thế, đúng không? Thì cái đấy là cái thách thức của các bạn, và các bạn bây giờ cũng là một khía cạnh nào đó, nói nạn nhân thì hơi quá, nhưng mà là khán giả của rất nhiều chiến lược về marketing digital, và có rất nhiều người rất là siêu thông minh cả về mặt tài chính lẫn digital, như là anh Chris sẽ ngồi để phân tích dữ liệu để làm thế nào để chúng ta có thể thu hút được khách hàng, đúng không, và được nhiều nhất. Thì cái đó thì chúng ta cần phải cân nhắc một chút, đó là ngày nay á, đối với cái xu hướng tiêu dùng á, thì cái việc mà các nhà quảng cáo thì họ luôn cố gắng là để chúng ta có cái cảm giác là chúng ta rất là cần những cái thứ đó, chúng ta cần chi tiêu trong những cái thứ đó, nhưng trên thực tế thì có thể là chúng ta chỉ muốn thôi chứ chúng ta không có cần. Thì chúng ta cố gắng là gì, có lẽ là mình sẽ đi vào những cái như là thói quen và những cái principle cụ thể hơn, nhưng chị sẽ bắt đầu bằng cái đầu tiên, đó là principle đầu tiên rất là cơ bản, đó là chúng ta hãy kiếm ra tiền và chúng ta tiêu ít hơn cái chúng ta kiếm ra, thì cái phần còn lại chúng ta sẽ tiết kiệm được. Và sau đó bây giờ sẽ chuyển lại cho Chris để mình sẽ đi qua một số những cái quy tắc nhất định, một cái principle rất là cơ bản thôi. Chắc là để nói tiếp luôn ha Minh ha, thì thật ra chị Quỳnh Anh nói một cái dẫn đề nó rất là hay để mà nó đi ra. Và thật ra trước khi chị nói cái ý này thì Chris cũng đang suy nghĩ sao có một cái câu trả lời mà nó sẽ giúp các bạn, mà nó trọn vẹn được một chút xíu ở chỗ này. Thì anh đang suy nghĩ ở cái chỗ này là thật ra là xã hội thì rất là nhiều cám dỗ, đúng không? Mà cái quản lý tài chính của chúng ta thì thật ra giống như chị Quỳnh đã nói, đó là quản lý được chính chúng ta. Thì anh nghĩ ở cái chỗ này á, bên cạnh cái câu chuyện là phải kiếm được tiền này, thì nó còn một cái yếu tố nữa là hầu hết chúng ta từ trẻ cho đến ít trẻ hơn và hơi già hơn chút xíu như anh Chris hoặc là như chị Quỳnh Anh á, là chúng ta khi mà bị tới vấn đề về tài chính, chúng ta thường hay bị thiếu một chữ mà cho tới giờ này thỉnh thoảng anh vẫn bị, đó là thiếu kỷ luật. Thiếu kỷ luật, chữ kỷ luật là một cái chữ, một khi các bạn đạt được trạng thái kỷ luật là các bạn gần như là đã chiến thắng cái khả năng gọi là quản lý tài chính được tới 60-70% rồi. Thì nó quay lại một cái ví dụ và một cái phương pháp hồi lúc mà anh còn đi học á, một cái cách để mà anh đưa anh vào khuôn khổ kỷ luật. Và cái kỷ luật này nó quan trọng như thế nào? Cái kỷ luật này nó không phải là để cho các bạn gọi là tự khó khăn trong cái cuộc sống của mình, trong cái việc chi tiêu tất cả các thứ, mà cái cách đưa mình vào cái khuôn khổ kỷ luật để mà các bạn hình dung ra được, giống như theo cái ý chị Quỳnh Anh nói á, là mình đã xài cái số tiền này vào những cái gì, và cái đó nó có cần thiết hay không, nó có là một cái sự đầu tư cho tương lai hay không, nó có đem lại giá trị thêm cho các bạn hay không, tất cả các thứ như vậy. Thì hồi lúc đi học á, anh luôn cố gắng đưa ra cho bản thân cá nhân một cái budget cụ thể để mà sinh hoạt hàng tháng. Anh ví dụ 7 triệu, 10 triệu hay là 3 triệu, 4 triệu hay như thế nào đó, một con số bất kỳ mà nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh của các bạn ha. Và hầu như cho đến lúc anh tốt nghiệp đại học và tới lúc anh đi làm công việc đầu tiên, anh luôn xài lố cái con số đó, luôn là xài số, nhưng xài lố nha, chứ không phải là sau khi đưa vào kỷ luật là giúp được bản thân đâu, luôn xài lố. Nhưng mà các bạn biết sao không? Nhưng ít nhất á, là cái phương pháp của anh á, anh luôn ví dụ như trên cái 10 triệu đi ha, anh ngồi đầu tháng á, anh tưởng tượng ra là với 10 triệu đó anh sẽ xài 2 triệu vô cái gì, 1 triệu vô cái gì, 3 triệu vô cái gì, 4 triệu vô cái gì, 5 triệu vô cái gì. Cái sườn đó nó rất là quan trọng, bởi vì nó định hình được, giúp cho các bạn hình dung ra được là mình sẽ sử dụng cái tài chính của mình như thế nào. Và chính các bạn, khi các bạn làm được cái bước đó, các bạn đã nhìn ra được cái sự vô lý của chính bản thân luôn rồi. Bởi vì là ví dụ như 5 triệu đi mua đồ ăn vặt, anh ví dụ như vậy là thấy là thua rồi, trong khi mà mua sách vở chỉ có 300.000 thôi, là cái đó là có một sự vô lý cái đó. Và tất nhiên cái đó là cái kế hoạch, thì sau khi anh làm cái kế hoạch đó ra thì anh cũng sẽ điền vào cái con số thực tế, đúng không các bạn? Thì thứ nhất là anh đã biết cái con số của anh nó lố này, và ví dụ như anh định là tháng đó, ví dụ như gọi là những cái vấn đề liên quan tới học vấn anh sẽ chi trả 2 triệu, nhưng mà rốt cuộc tháng đó anh không xài một đồng nào cho vấn đề học vấn hết luôn, mà anh lại đi chơi này, anh lại xem phim này, anh lại ABCXZ, đúng không? Thì cái chuyện mà các bạn gọi là lên kế hoạch và sau đó thực tế bằng những cái con số cụ thể, nó sẽ giúp cho các bạn thấy được cái sự kỷ luật của mình và cái sự vô lý của mình, và dựa trên cái đó mình sẽ có sự điều chỉnh qua theo năm tháng. Sau khi mình, thứ nhất là mình điều chỉnh cho nó về đúng cái sườn mà mình mong muốn, là ok 30% là vào sinh hoạt phí, 20% là đầu tư cho tương lai, tất cả các thứ. thì bước tiếp theo nữa mình mới cố gắng. Anh ví dụ như là mình luôn luôn xài lố thì bây giờ cái bước tiếp theo mới là cố gắng hạ cái con số đó xuống đó. Thì ít nhất là về góc độ của anh thì anh ngày xưa anh có dùng cái phương pháp đó, và thật ra cho tới bây giờ nha, khi mà mình không còn phải làm cái đó bằng trên giấy nữa thì trong đầu anh nó vẫn nhẩm được là tháng tiếp theo là về góc độ sinh hoạt phí là mình đã phải có những cái này, ví dụ như vậy. Thì khi mà tụi em làm được cái chuyện đó thì các bạn cũng sẽ dự phóng được là dựa trên cái lương bổng hiện tại của mình còn dư ra bao nhiêu để mình có thể đầu tư cho tương lai. Và nếu mà mình muốn đầu tư cho tương lai mà hiện giờ mình đang không còn một đồng nào nữa thì các bạn phải làm sao? Một là đi bán máu nè, hai là đi bán da chai thêm, anh ví dụ làm sau giờ, ngoài giờ, ví dụ như vậy, whatever, đúng không? Miễn sao mình phải đạt được cái mục tiêu của mình là mình phải kiếm thêm thu nhập, hoặc là một cách khác là các bạn phải làm cho các bạn giỏi hơn để có một cái mức lương nó tốt hơn, để từ đó mình có khả năng có dư giả ra để mà mình đầu tư, anh ví dụ như vậy. Dạ, vậy có nghĩa là ý của hai anh chị là em thấy nó rất là perfectly match với nhau. Ở chỗ chị Quỳnh Anh có nghĩa là đầu tiên là cũng những cái principle rất là cơ bản là mình cần phải gia tăng được cái phần thu nhập của mình, và mình phải cố gắng ít đi thì mình mới có một cái khoản dư ra để mình tiết kiệm, mình đầu tư. Và anh Chris thì cũng có chỉ cho chúng ta một cái mẹo, đó là hãy có một cái kế hoạch và rất là rõ ràng chi tiết ở từng ở trong đó, và không ạ, có thể là mình cũng sẽ chưa có thể nào mà mình chi được đúng y chang như là những cái gì mà mình đã viết ra, nhưng mà tuy nhiên thì rằng là mình đã có được một cái con số mình kế hoạch, và thực tế như thế nào mình có thể là điều chỉnh ngược lại về sau. Thì đó là một cái tip mà em nghĩ rất là hay. Mà không biết là ngoài những cái phương pháp đó ra thì hôm trước có một cái keyword mà em nghe các bạn cũng rất là hay nhắc đi nhắc lại khi mà nói về cái vấn đề tài chính cá nhân, đó là có những cái thói quen nào mà theo các anh chị nghĩ rằng là một cái người mà khi mà họ muốn làm chủ được cái phần tài chính cá nhân của mình thì họ nên có. Thì không biết là về cái keyword mà thói quen như thế này thì hai anh chị có những cái suy nghĩ gì để mà mình khuyên, mình hỗ trợ cho các bạn được không ạ? Chắc là phần này em cũng sẽ nhờ chị Quỳnh Anh bắt đầu. Tại nãy giờ chị vẫn đang ngồi tò mò, lúc nãy Chris nói là tiêu vào những khoản ABCXYZ mà chị vẫn tò mò, không chưa nghĩ ra cái khoản này là những khoản nào, bữa nào phải hỏi riêng Chris là ABCXYZ là những cái gì. Anyway là những cái quy tắc khác ấy, thì về mặt cơ bản các bạn sẽ thấy rằng là xung quanh mình có rất là nhiều những cái về mặt thói quen ấy, thì ví dụ như follow up như nãy Chris nói thì mỗi tháng chúng ta hãy dành ra một cái buổi hay một cái ngày nào đó để các bạn sẽ lên một cái budget cho mình vào trong một tháng, và đến cuối tháng thì mình thử cân bằng cái budget đấy xem đó là trong tháng này mình đã chi tiêu những cái khoản nào, những cái khoản đó thì mình đã nó nằm trong cái nhóm nào. Ví dụ mình có thể chia ra nhóm này là nhóm ăn uống, nhóm này là nhóm dành cho sách vở, nhóm này là nhóm dành cho quần áo entertainment, để mình xem là cái thói quen chi tiêu của mình như thế nào. Tại vì mình muốn đánh giá và quản lý cái gì á, thì đầu tiên mình phải biết là nó hiện tại là nó đang như thế nào, nó đang ở đâu, chúng ta đang ở đâu, thì từ đó chúng ta mới có sự đánh giá, và từ đó chúng ta mới có thể quản lý hoặc là cải thiện, đúng không? Thì đầu tiên là thử observe, tức là theo dõi cái behavior của mình đi, cái hành vi của mình, cách mình ứng xử với cả chi tiêu, xem là bây giờ hiện tại mình đang chi tiêu vào những khoản nào. Có bạn nào đây biết là mỗi tháng cái đầu mục những cái mình chi tiêu vào nhiều nhất là phần nào không? Từ đó thì mình sẽ có thể xem là những cái chi tiêu như thế thì đã hợp lý chưa, và lần ăn uống và chơi bời. Thì nếu như mình biết là mình chi tiêu chủ yếu là vào ăn uống và chơi bời thì mình sẽ xem lại xem là có cái gì mình như thế là đã thỏa đáng chưa, và mình có muốn điều chỉnh hay không. Tại vì ví dụ như là một cái nó gọi là rule of thumb nha, một cái quy tắc đơn giản, đó là mỗi tháng thì chúng ta dành khoảng tầm 50% vào những cái chi tiêu cần thiết, đúng không? Chị nghĩ như là ăn, uống, nhà, cửa, điện, nước, xăng, dầu, những hoạt động nó gọi là thiết yếu để chúng ta duy trì cuộc sống. 30% thì sẽ vào các hoạt động về đầu tư, Và chút nữa thì mình chắc chắn là cũng là một chủ đề mà Chris cũng rất là yêu thích, đó là đầu tư nghĩa là gì và chúng ta nên đầu tư như thế nào. Và phần còn lại thì mình có thể cân nhắc đó là đi cho vào trong saving, tức là mình cho vào tiết kiệm. Thì các bạn có thể hỏi là tiết kiệm và đầu tư thì khác nhau như thế nào, thì chút nữa mình cũng có thể đi sâu và thảo luận những cái một số những cái chi tiết hơn như thế. Đó, thấy không? Thấy như mọi người hỏi một cái là mọi người cũng có Shopee, trái cây, skincare, đồ các thứ. Thì những cái quy tắc đầu tiên như chị nói ấy, là những cái thói quen đầu tiên, đó là hãy lên một cái thói quen là để theo dõi cái hành vi, cái behavior của mình, và lấy ra một số những cái data points, một cái dữ liệu nào đó về là cái chi tiêu của mình. Và cái thứ hai nữa đó là xung quanh các bạn thì có rất là nhiều những cái sản phẩm về tài chính tiêu dùng, đúng không? Các bạn có mở tài khoản ngân hàng, đúng không? Chị cũng tin rằng ở đây đa số chúng ta đã có tài khoản ngân hàng rồi. Có bao giờ các bạn đọc kỹ cái term và condition của cái tài khoản của mình chưa, để xem là chúng ta đóng góp gì cho ngân hàng, và ngân hàng có lợi được gì từ chúng ta, đúng không? Tại vì sao 50.000 mỗi tài khoản mở ra phải có duy trì cái balance tối thiểu là 50.000. Vì chúng ta chỉ cần mở tài khoản thôi, 90 triệu người dân Việt Nam, mỗi người có 50.000 để đó không làm gì. Các bạn thử tưởng tượng là ngân hàng có bao nhiêu tiền ở trong tài khoản, đúng không? Chúng ta, nó sẽ đến từ những cái common sense về vấn đề tài chính, từ những cái thứ, những cái câu hỏi nó rất là căn bản, nó rất là cơ bản, nhưng chúng ta phải quan sát và phải tò mò và phải hỏi và đi tìm câu trả lời cho nó, đúng không? Thẻ tín dụng chẳng hạn. Lúc mà chị mới sang Mỹ thì lúc đó là cũng lâu rồi ạ, thì lúc đó ngân hàng giới thiệu cho chị một cái khái niệm gọi là thẻ tín dụng, credit card, và cái này nó khác với thẻ debit card, nhưng là chị cũng không biết, thì mình cũng phải phân biệt rõ ràng là hai cái thẻ này nó khác nhau thì như thế nào. Thì nó đều là những cái khái niệm tài chính khá là cơ bản mà chị nghĩ rằng là đa số các bạn đã biết, nhưng nếu chúng ta chưa biết thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn. Vì sao lại thẻ tín dụng? Hồi đó thì mọi người bảo là bây giờ tiêu đi xong rồi 30 ngày nữa mới phải trả tiền, mà trong quá trình này thì nhất định là không phải làm gì hết, không phải trả lãi, không phải làm cái gì hết. Mà chị ngồi mãi chị không hiểu, tại vì lúc đó chị 17 tuổi và chị ở Việt Nam nó không có một cái gì đó như thế, là tức là người ta bảo chị tiêu tiền đi và sau đó 30 ngày nữa mới phải trả tiền, mà chị vẫn không hiểu vì sao nó lại như thế. Mà chị thấy nó thật là kỳ ấy, mà chị cứ sợ rằng là tiếng Anh của chị hồi đấy nó không đủ giỏi, cho nên là người ta nói chị không có hiểu á, chị hiểu nhầm á, mà chị hỏi đi hỏi lại hoài ạ. Thì mình cũng phải tự hỏi mình là tại sao lại có những cái sản phẩm tài chính như thế, và những cái đấy thì nó cho mình những cái lợi ích gì và nó có những cái rủi ro gì, để khi mình sử dụng những cái công cụ tài chính có ở trên thị trường thì mình hiểu rõ được những cái lợi ích cũng như là rủi ro, và từ đó có những cái đưa ra những cái quyết định của mình. Như ví dụ chị là cái đứa mà nhiều khi hay quên nhớ, là chị rất hay quên trả tiền thẻ tín dụng, và kết quả của việc đó là gì? Chị rất hay bị phạt tiền lãi, mà phạt tiền lãi của thẻ tín dụng thì vô cùng là nhiều nhá, nó rất là cao. Nếu bạn nào đã từng bị phạt thẻ tín dụng rồi thì thấy nó rất là cao. Hay là những cái ứng dụng như Momo, tại sao bây giờ lại có Momo, đúng không? Tại sao chuyển tiền từ ngân hàng vào Momo thì miễn phí, mà chuyển tiền từ Momo qua ngược lại ngân hàng thì trả phí quá trời luôn, đúng không? Vậy là mình hãy bắt đầu tìm hiểu những cái sản phẩm tài chính mà mình sử dụng hàng ngày xung quanh mình. Đó, mỗi lần các bạn đi đi đến ATM rút tiền chẳng hạn, thì có những cái như là thẻ current account hay là debit account, các saving account, những cái đấy nó nghĩa là gì, nó khác nhau như thế nào, vì sao nó lại tồn tại và nó liên quan như thế nào đến với mình. Thì câu trả lời thì nó sẽ không quá khó, nhưng nếu mà chúng ta đi tìm ra câu trả lời thì chúng ta chắc chắn sẽ trả lời được là nó liên quan như thế nào đến lợi ích của mình. Dạ, em cảm ơn chị Quỳnh Anh rất là nhiều. Đó là những cái thói quen mà rõ ràng là những cái bạn mà chúng ta cũng mới ra trường, hoặc là những cái anh chị mà chúng ta cũng đã có những cái thời gian mà chúng ta đi làm rồi, chúng ta cũng cần phải dành thêm thời gian để mình tìm hiểu, phải không ạ? Mình ghi chép và mình tìm hiểu thật là kỹ những cái sản phẩm tài chính mà nó đang ở xung quanh của mình, mình đang sử dụng nó mỗi ngày, nó ảnh hưởng đến chúng ta ra làm sao. Và có một cái câu này thì cũng nhiều bạn băn khoăn và thắc mắc mà cũng có gửi về chương trình, đó là rõ ràng thì khi mà nói về tài chính cá nhân thì là chúng ta sẽ có phần tiết kiệm, và song song đó thì đâu đó nó cũng sẽ có thêm một cái phần nữa là đầu tư, để mà các bạn có thể là gia tăng được cái số vốn của mình lên, số tiền của mình lên. Thì cũng rất là bạn muốn hỏi là không biết là nếu mà nói về cái chủ đề đầu tư này á, thì có những cái hình thức đầu tư nào mà anh chị nghĩ rằng là có thể các bạn có thể là đi vào trong những kênh đó để bắt đầu gia tăng được tài sản của mình. Thì không biết em có thể nhờ anh Chris là chia sẻ thêm cái góc nhìn của anh về cái câu hỏi này được không ạ? Ok, thật ra cho anh nói tiếp một chút xíu cái ý của chị Quỳnh Anh chia sẻ cũng rất là hay á, là anh khá là tự tin khi mà anh hay đi nói với mọi người á là thật ra anh đã có từng thời gian làm ngân hàng, nhưng mà anh hay nói với mọi người là thật ra là anh chỉ có đi luộc ngân hàng thôi chứ không có ai mà lấy được tiền của anh hết á. Là luộc ở đây á, là nó có ý nghĩa như thế này, là thực ra tiếp cái ý của chị Quỳnh Anh đó là bản thân ngành ngân hàng nó có một số, và thậm chí là thị trường tài chính nó có một số cái sản phẩm khác nhau. Thực ra nếu mà các bạn học, hiểu và cố gắng hiểu được cái nguyên tắc hoạt động của nó thì tùy theo cái nhu cầu và cái khả năng của mình, rất là có khả năng các bạn sẽ tận dụng được những cái sản phẩm đó có lợi ích cao đó mà không phải tốn quá nhiều chi phí, mà nó lại giúp được cái cuộc sống của cá nhân rất là nhiều. Ví dụ như thẻ tín dụng là một cái sản phẩm có sự nguy hiểm nha, nhưng nếu mà các bạn vẫn có khả năng chi trả được trong vòng 30 ngày, bởi vì các bạn biết được là trong tháng đó các bạn sẽ có những cái đồng lương như vậy và các bạn có đủ khả năng để chi trả những vấn đề đó, thì chắc chắn là các bạn cứ tự tin xài sản phẩm đó. Nhưng mà nhớ trả đúng hạn nha, chứ đừng giống chị Quỳnh Anh, chị trễ hạn là bị phạt đó. Và là cái thứ nhất. Và anh có thêm một cái ví dụ nữa là các bạn ở ngoài thị trường hiện tại nó đang có một cái sản phẩm như thế này, gọi là cái sản phẩm là buy now pay later, là mua ngay bây giờ và trả sau, anh ví dụ như vậy. Đó là một sản phẩm tài chính cực kỳ hay, đó là một cái cách giãn, gọi là một cái khoản thanh toán. Anh ví dụ như là anh đi mua một cái máy điện thoại đi, và cái máy điện thoại đó của cái hãng đó nó có kết hợp với lại một cái đơn vị cung cấp cái giải pháp gọi là buy now pay later, thì có một số đơn vị là nó thu tiền trực tiếp của cái hãng điện thoại luôn chứ nó không thu tiền của các bạn. Nhiệm vụ của các bạn là sao? Các bạn đăng ký cái dịch vụ đó thì một cái điện thoại 10 triệu các bạn có thể chi trả nó ra theo 5 kỳ, anh ví dụ như vậy, và mỗi kỳ chỉ có 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu, và các bạn làm đúng 5 lần như vậy. Các bạn chỉ bắt đầu phát sinh gọi là phí phạt hay là các thứ khi mà các bạn không hoàn thành cái nghĩa vụ các bạn đóng 2 triệu đó thôi, anh ví dụ như vậy. Thì nếu mà các bạn hiểu cái tính chất căn bản của cái sản phẩm buy now pay later đó, là các bạn hoàn toàn có thể tối ưu cái chuyện là ở mỗi tháng làm 2 triệu chắc chắn là mình làm ra được chứ. Ví dụ như 10 triệu thì nhiều đó, nhưng mà anh sẽ tiếp cái ý đó luôn. Đó thì nó sẽ giúp cho các bạn kéo giãn cái đó ra. Cái sản phẩm thẻ tín dụng có mấy bạn nói là sản phẩm thẻ tín dụng nó cũng có tính năng gọi là 0% ở đó, nhưng mà các bạn có biết sao không? Các bạn nếu mà mua cái buy now pay later bằng cái thẻ tín dụng đó, nhưng mà nếu mà các bạn không chi trả được á, thì các bạn sẽ vừa bị lãi phạt của buy now pay later và cộng thêm lãi phạt của thẻ tín dụng nữa. Again, đó là các bạn phải tìm hiểu kỹ xem coi là cái đồ chơi nó có những cái đồ chơi gì và cái gọi là cái quy định và những cái phạt của nó là như thế nào ha. Rồi quay lại cái câu chuyện về đầu tư đó, quay lại về cái sản phẩm đầu tư á, thì anh nghĩ là có những cái cách gọi là trực tiếp và cũng những cái cách là gián tiếp. Thì để anh chia sẻ nhỏ một cái ví dụ mà thật ra có một cái buổi nói chuyện với Minh và chị Quỳnh Anh trước cái buổi ngày hôm nay á, thì anh có chia sẻ với hai người là thật ra cho đến tuổi 30 của anh cho tới tuổi 30 của anh á, cái ngày mà anh 30 tuổi thật ra trong tài khoản ngân hàng của anh vẫn đang bị âm 50 triệu nha các bạn. Có nghĩa là trong tay anh không có một đồng dương nào luôn, có nghĩa là anh vẫn đang thiếu nợ ngân hàng khoảng 50 triệu. Đó, thì Minh bữa anh nói chuyện cái đó xong thì Minh nó hỏi liền là tại sao có một cái chuyện vô lý như vậy, nghĩa là công việc anh cũng ổn định này rồi tất cả thứ, tại sao anh không để dành được, thậm chí là chỉ là 0 đồng nó cũng được nữa mà anh còn âm nữa. Thì anh mới chia sẻ với Minh là anh quan điểm là cái sự trải nghiệm của các bạn, cái sự khám phá của các bạn trong cuộc sống là nó có bao gồm là kiến thức này, nó có bao gồm là đi du lịch này, nó có đi gọi là xong rồi đi khám phá, đi gặp người này, đi gặp người kia, tất cả các thứ, tất cả những cái sự trải nghiệm đó nó đều quay lại và nó tăng cái giá trị nội tại của các bạn lên, và chính cái giá trị nội tại đó nó có thể giúp cho các bạn có thể là tìm kiếm những công việc tốt hơn, hoặc là tăng lương hay là như thế nào đó, hoặc là có một cái cuộc sống nó thấy viên mãn hơn, ví dụ như vậy. Thì đó cũng được xem như là một hình thức đầu tư gián tiếp nha, có nghĩa là đầu tư không ra tiền nhưng mà đầu tư cho chính bản thân của mình, để rồi từ đó xong trong tương lai nó có thể ra được nhiều cái giá trị hơn. Rồi sản phẩm đầu tư cá nhân á, thì Hiện giờ thị trường nó cũng có rất là nhiều các cái sản phẩm đầu tư mà có nhiều bạn nói với anh là không có nhiều tiền thì có đầu tư được hay không. Thực ra nó vẫn có nha, nó có những cái sản phẩm mà thực ra anh cũng chả muốn quảng cáo cho sản phẩm của người khác tí nào. Đó, ví dụ như là có sản phẩm Finhay này. Finhay là một cái sản phẩm các bạn có bao nhiêu tiền các bạn cũng có thể đầu tư được, và các bạn đầu tư mua cổ phiếu thông qua cái ứng dụng Finhay. Rồi là một rồi để anh xem coi. Và thậm chí hiện giờ ví dụ như các ngân hàng họ cũng ra những cái ứng dụng gọi là giúp cho bạn tạo ra những cái gọi là những cái gói, những cái sản phẩm tiết kiệm mà gọi là lãi kép rồi tất cả các thứ đó, là nó đều có hết. Chỉ cần là các bạn chịu khó năng động mà các bạn Google một chút xíu thôi là làm sao có thể có nhiều tiền hơn, anh ví dụ như vậy. Đó, thì ngoài cái chuyện đi bán máu của anh thì người ta sẽ cho em một số cái link và một số cái ứng dụng để mà tụi em đi vào đó. Rồi, và anh, bản thân anh về cái câu chuyện đầu tư thì anh có một cái ví dụ nho nhỏ và một cái thói quen nó rất là quan trọng, nó đi theo anh từ trước đến giờ luôn, là anh hỏi ở đây nãy giờ. Thật ra dựa trên cái phản hồi của các bạn ở trên cái chat này á, rất nhiều bạn mua hàng Lazada và Shopee. Nếu mà bạn nào mà đang bật camera thì giơ tay lên cho anh nha, nếu mà câu trả lời là yes nha. Có bao nhiêu bạn biết được là có những cái trang cashback khi mà các bạn mua Shopee và Lazada? Có nghĩa là cứ mỗi một lần các bạn thanh toán trên cái trang Lazada và Shopee, các bạn sẽ được cashback khoảng từ 5 đến 7%. Bạn nào biết rồi giơ tay lên. Cũng khá quá nè. Đó, ok, quá trời luôn. Đó, thì đó, còn bạn nào không biết là ráng chịu nha. Rồi, đừng spam nữa. Rồi, dừng lại. Đó, thì anh đưa ra cái ví dụ đó là như thế này, là bởi vì á, từ hồi lúc anh đi học á, anh đã có tập cho mình một cái thói quen là trong mỗi cái giao dịch mà mình thực hiện, hay trong tất cả những cái vấn đề tài chính mà mình cần phải xài á, có cách nào để mà mình có thể tiết kiệm được 3% hay không? Có cách nào mình có thể tiết kiệm được 5% hay là 10% hay không? Bởi vì chính cái 5%, 10% đó nó thật sự là một cái dư địa hoặc là một cái khoản mà các bạn có thể sử dụng cái đó để làm cho những cái chuyện khác. Thì sẽ có một số bạn nói với anh là anh ơi, nhưng mà em mua trên Shopee, em mua mấy cái món ví dụ như em mua cái ốp điện thoại nó có 10.000 thôi, thì thật ra cashback của một cái ốp điện thoại 10.000 nó có 700 đồng anh, ví dụ như 7% đúng không? Thì cái cách anh muốn hướng dẫn các bạn ở đây đúng là đối với lại một cái ốp lưng điện thoại 10.000 thì các bạn chỉ được cashback có 700 đồng thôi. Nhưng các bạn có biết nếu mà các bạn nhìn về cái con số absolute mà 7% đó là một cái con số rất là khủng khiếp đối với lại bất cứ một cái doanh nghiệp, bất cứ một cái gọi là một cái nền kinh tế. Các bạn có biết là GDP của Việt Nam là một năm rơi vào khoảng 6,5%, mình ví dụ như vậy. Có nghĩa là mỗi một năm chúng ta cố gắng hết sức, chúng ta chỉ tăng trưởng được có 6,5% thôi. Mà hiện tại chỉ mua Shopee chưa làm gì hết là các bạn đã có thể tiết kiệm được 7%, dù con số đó là chỉ 700 đồng thôi, anh ví dụ như vậy đúng không? Thì một khi các bạn tạo được cho mình một cái thói quen gọi là nhìn vào cái con số absolute đó là 5%, 7%, 10% hay 20%, thì bất chấp cái con số thật sự nó là như thế nào, thì từ lúc các bạn mà trẻ cho đến lúc các bạn mà lớn hơn một chút xíu, các bạn sẽ tập cho mình một cái thói quen là luôn luôn nhìn vào cái gọi là bao nhiêu phần trăm mình có thể save được ở trong cái điều này, hoặc là bao nhiêu phần trăm mình có thể win, gọi là thắng trong cái điều này, ví dụ như vậy. Và cái phương pháp đó nó sẽ luôn giúp cho các bạn gọi là cân đo đong đếm trong tất cả mọi cái gọi là cái quyết định tài chính của các bạn, là 3% hay 5% hay 7% hay 10%. Mà nếu mà những cái con số mà nó tốt hơn như vậy thì chắc chắn là câu trả lời các bạn phải yes, các bạn phải take cái cơ hội đó đúng không? Thì tập cho mình một cái thói quen, đi ra từ một trong những cái thói quen xấu của mình là mua hàng Shopee với Lazada đi, tập thói quen cashback, anh ví dụ như vậy. Tập nhìn thói quen nhìn về cái số absolute phần trăm, để rồi từ đó khi mà đi về công việc, đi về quản lý team, đi về quản lý budget, cũng nhìn về cái con số phần trăm đó để mà mình điều chỉnh trên cái thói quen đó. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị, của anh và anh Chris rất là nhiều. Những cái thông tin và anh chị chia sẻ thì chắc chắn là các bạn cũng đã cảm thấy rất là thích và cũng học hỏi được rất là nhiều từ những cái này. Thì em nghĩ là bây giờ cũng là đến một cái phần mà chắc chắn là mọi người cũng đang rất là mong đợi, đó là cái phần Q&A, đó là để cho các bạn có thể là đặt được nhiều câu hỏi hơn, có thể tương tác được các anh chị nhiều hơn sau những cái thông tin mà các bạn đã được nghe mà các anh chị đã vừa chia sẻ. Thì chắc là sau bây giờ thì chúng ta sẽ break khoảng 5 phút để mà chị Quỳnh Anh và anh Chris có thể là refresh lại một chút, và sau đó thì là ban tổ chức sẽ tiếp nhận những cái câu hỏi của các bạn. Các bạn có thể đánh ở trên cái ô chat và chúng tôi sẽ go through từ cái câu để mà chúng ta có thể là tương tác. Minh ơi cho anh add một chút xíu, thật ra mấy bạn có chat mấy cái ý anh muốn bổ sung thêm một cái này một chút xíu ha, là ừ. Anh share với các bạn, anh là fan, nói các bạn nghe thôi chứ anh cũng là fan cuồng của Shopee và Lazada và tất cả whatever mà mình có thể xài tiền ở trên mạng ha. Và anh biết là trước sau giờ anh cũng phải xài tiền ở những cái chỗ đó đúng không các bạn, thì các bạn có biết á, là anh sẵn sàng, bây giờ anh mới nói là anh luộc ngân hàng là như vậy. Thì đối với Shopee, anh đã mở một cái thẻ tín dụng với lại VP Bank để mà anh có thể tối ưu hóa được toàn bộ cái cashback của những thanh toán ở trên Shopee trên đó. Thì các bạn có biết một tháng có những cái thẻ của VP Bank nó có thể hoàn lại tối đa là 400.000 một tháng cho các bạn nếu mà các bạn xài trên Shopee, và một năm có nghĩa là nếu mà các bạn xài đều đều thì các bạn có thể tiết kiệm được 4 triệu nha. Đó, thứ nhất là Shopee. Lazada thì có thẻ Citibank Lazada nha, và chỉ có những cái thẻ đó mới access vô được một số cái điều cực kỳ hấp dẫn của Lazada. Sao anh toàn đi quảng cáo cho anh ta không vậy nè. Rồi và các bạn có biết á, là nếu mà những cái bạn nào mà thường xuyên sử dụng Grab á, anh sử dụng Grab rất là nhiều cho cả việc ăn uống và cả việc đi lại, thì hiện giờ trên thị trường có một cái thẻ là thẻ của VIB, thẻ 2 trong 1 của VIB, là gọi là sẽ hoàn để anh nhớ coi, hoàn khoảng cũng 200 hay 400 gì đó cho tối đa cho những cái khoản xài ở trên Grab, và 2% cho ví dụ như Now và tất cả những cái khoản còn lại. Có nghĩa là các bạn biết không, trước sau thì các bạn cũng đã phải xài tiền những cái số tiền này rồi, thì ở ngoài thị trường nó có những cái công cụ như vậy để cho các bạn có thể lụm lại được những cái đồng bạc cắt như vậy. Mà nãy giờ các bạn nghe anh nói không, ví dụ như 400.000 ở bên Shopee này, 200.000 ở bên Grab này, 400.000 ở bên Lazada, ví dụ như vậy. Một tháng anh đã tiết kiệm 1 triệu rồi, một năm 10 mấy triệu, đủ tiền mua cái iPhone rồi còn gì nữa. Đó thì mà các bạn nào mà nói anh Chris làm nhiều tiền lắm mà sao tiết kiệm có 1 triệu chi, cái đó là thói quen đó, đó mới chính là thói quen tài chính đó. Một khi các bạn luyện được cái đó là các bạn sẽ thành công. Ok, nhưng ngay trước là chị nghĩ là mình cứ tiếp tục đi, mình không cần phải take break đâu ha. Tại vì chị nghĩ rằng take 5 phút break thì nó cũng sẽ mình chắc là mình đang có flow thì mình cứ câu thôi. Chị thấy cũng một số các bạn có đưa ra câu hỏi ở trên này rồi. Thì chị cũng angle lại cái chia sẻ của Chris đó. Nó thực ra là nó quay lại cái công thức đó thôi đúng không? Mình làm ra bao nhiêu tiền, mình tiêu bao nhiêu tiền, phần còn lại nó tiết kiệm. Để thần tiết kiệm hoặc là mình đi đầu tư đúng không nào. Và mỗi bạn thì sẽ có một phong cách khác nhau. Một số bạn bảo là em tính em phóng khoáng, em không thích tiết kiệm, em không thích phải ngồi để tính toán các thứ. Ok, thế thì bây giờ các bạn còn 2 kênh còn lại. Một là các bạn phải kiếm rất là nhiều tiền, 2 là các bạn phải đi tìm cách đầu tư một cách hiệu quả. Còn những bạn bảo là em rất là thích nhiều là so sánh giữa Shopee và Lazada xem là chỗ nào mà nó tốt hơn, chỗ nào mình có thể có cashback vân vân, thì mình có thể tập trung vào kênh là mình ok, mình sẽ dành thời gian để mình có những cái chính sách hay là một cái quy tắc để tiết kiệm tiền. Thì vẫn là một công thức đó thôi, và tùy theo tính cách và cái hoàn cảnh của mình và cái hiện trạng của mình thì các bạn hãy chọn ra xem là cái kênh nào các bạn thích đúng không? Làm thế nào để cuối cùng là cái con số ở thứ 3 đó là cái phần tiết kiệm tiền của mình là có là mình nó là dương và nó lớn lên nhiều hơn mỗi ngày và nó tích lũy được để đảm bảo cho chúng ta một cái tài chính ổn định ở trong tương lai. Thế thôi. Vậy là chị nghĩ là tất cả nhiều thứ nó càng phức tạp thì nó lại càng quay về những cái quy tắc rất là đơn giản. Chọn cho mình một con đường nào phù hợp với mình và đi theo con đường đó. Còn nãy giờ mình nói đến chuyện đầu tư á, thì đương nhiên ở đây thì cũng đã có các bạn đi làm rồi, nhưng mà đa số các bạn là còn trẻ. Thì chị nói thực sự là trong giai đoạn các bạn từ năm 20 đến thậm chí là 35 tuổi, cái mà các bạn nên đầu tư vào là chính bản thân mình. Không có một cái sản phẩm nào mà nó có thể giúp chúng ta có thể xây dựng một cái tương lai bền vững và hiệu quả nếu như mà chúng ta không đầu tư vào chính bản thân mình. Có những cái kỹ năng như là Chris nói là rare, là valuable, và mình có lựa chọn để lúc mình không mà bị rơi vào cái tình cảnh là mình buộc phải đi làm cái công việc này để như là và không có một cái lựa chọn nào khác. Hãy biến mình thành tài sản đúng không? Và cách biến mình thành tài sản đó là các bạn sẽ phải đầu tư vào chính bản thân mình. Và bây giờ thì có rất là nhiều cách để các bạn có thể đầu tư vào chính mình. Có rất là nhiều những cái kênh để học tập online, có nhiều những cái kênh về mình có thể học được những kỹ năng mới. Và như Chris là đầu tiên là làm về tài chính đúng không? Mà lúc đấy Thực ra ở cái lúc khoảng tầm 24, 25 tuổi mà bảo là bây giờ mình chuyển sang một cái nghề khác, lúc đấy nghe nó kinh khủng lắm. Thực ra bây giờ chị nhìn lại chị nghe chuyện bình thường, có lẽ là 3 năm nữa thì chị lại đi học một kỹ năng mới, chị chuyển sang một cái nghề khác không biết chừng. Như hồi đó ở tuổi 24, 25 mà bây giờ là mình bao cả đời, cả cái thời gian cả đời mình đến bây giờ mình biết cái ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, mà bây giờ mình đi học thêm một cái ngành mới nghe nó lạ lắm, nó nghe nó bảo là mọi người có thể lúc đó bảo Chris là làm sao mà lại như thế, đang làm ngân hàng không đã hay sao mà lại đi học một cái, chuyển sang một cái nghề mới, đúng không? Nhưng cái điều quan trọng là các bạn sẽ phải stay relevant, stay update, stay relevant. Và khi mà mình đi làm cái gì á thì sự tài giỏi của mình nó là một phần thôi, cái phần còn lại đó là mình có on the trend hay không. Các bạn phải đảm bảo là mình on the trend, tức là cái kỹ năng của mình nó phải relevant và nó on the trend, thì giống như là đó nước nổi bèo nổi, đúng không? Thì cái đấy là chị rất là nên các bạn lưu ý, đó là mình có thể bớt chút tiền để đi Shopee, nhưng mà dành cái tiền đó để học một khóa học đặc biệt là tiếng Anh. Chị đã nói cái này nói đi nói lại với rất là nhiều các bạn. Chị thấy tiềm năng của các bạn vô cùng lớn, vô cùng thông minh, vô cùng giỏi, nhưng các bạn không thể tương tác được với cả thế giới, với cả cái thị trường toàn cầu bằng ngôn ngữ phổ biến nhất, đó là tiếng Anh một cách tự tin, và để cho hai bên được hiểu nhau thì cái đấy nó vô cùng là phí phạm. Chị thấy các bạn có rất nhiều tiềm năng, rất giỏi, nhưng mình rất là khó để có thể được trả đúng giá trị của mình rất là khó để có thể ngồi vào bàn đàm phán ngang ngửa với cả những cái đối tác, những cái người tương tự, mà thậm chí là chị với Chris ở nước ngoài học nhiều rồi, đúng không? Mà tụi nước ngoài nó đâu có giỏi gì hơn mình đâu, nhưng mà nó tự tin, nó có thừa mà nó nói tiếng Anh, tại vì ok thì cũng may mắn nó là họ là người bản xứ ở Mỹ, nhưng mà những quốc gia khác họ đều có ngôn ngữ tiếng Anh rất là tốt. Cho nên là một cái nếu mà các bạn hỏi là cái valuable, có một cái gọi là kỹ năng mà nếu như bây giờ các bạn chưa có mà chị thấy là đáng giá nhất mà các bạn cần nên đầu tư cho chính bản thân mình, thì đó là về ngôn ngữ, và phổ biến nhất thì có lẽ là tiếng Anh. Dạ, em thấy còn về công cụ đầu tư thì chắc là Chris bắt đầu trước nha ha. Một số những cái công cụ cụ thể, còn một số bạn hỏi rất là cụ thể về thật ra chắc là để em share thêm một chút xíu, vì là ví dụ người thật việc thật luôn, về câu chuyện là đầu tư vào cá nhân và đầu tư vào bản thân, đúng không? Thì thật ra là quay lại bánh răng gọi là lịch sử một chút xíu á, thì anh cũng giống như tất cả các bạn ở đây thôi, anh đã từng có rất là nhiều cái hoài bão trong công việc của mình, và anh cũng chính bản thân anh có những cái sự sốt ruột nhất định đối với lại cái sự thăng tiến của cá nhân, đúng không? Nhưng mà quay lại cái ý của chị Quỳnh Anh nói, và anh đã cũng có nói rồi, có nghĩa là sự khác biệt. Và thực ra thêm đây bữa nay học được chị Quỳnh Anh thêm một chữ nữa, là thực ra cái chữ khác biệt đó thực ra nó đến từ cái chữ là on trend đó, có nghĩa là các bạn phải stay relevant, có nghĩa là dòng chảy thời đại đang ở đâu thì mình cũng sẽ phải nên có mặt ở đó, thì giá trị của mình nó sẽ được đảm bảo thôi. Thì anh có thể dẫn chứng ra được một cái câu chuyện là cụ thể là cá nhân của anh, có nghĩa là ở cái đoạn mà anh đi học thạc sĩ ở New Zealand và được gọi là một cái học bổng toàn phần của chính phủ New Zealand xong á, thì anh có hai sự lựa chọn, một là đi làm quốc tế ở tại Mã Lai, và hai là về lại Việt Nam để làm. Thì ngay lúc đó về lại Việt Nam thì lương bổng cũng sẽ khá là tốt nha anh, ví dụ như là một con số ví dụ như là 30 triệu đi anh, ví dụ như vậy. Thì nhưng mà công việc ở bên Mã Lai thì chỉ có 20 triệu thôi anh, ví dụ như vậy. Nhưng anh xác định được là nếu mà anh ngồi ở Mã Lai á, thì anh sẽ add thêm được những cái skill gì này, hoặc là một số cái gì đó trong cái CV của anh mà nếu mà anh về Việt Nam anh sẽ không có. Đó là một sự đánh đổi, và đó là một sự đầu tư về sự khác biệt, đó là sự đầu tư về cái chuyện on trend của các bạn, đúng không? Và khi mà mình có thể làm đúng được cái chuyện đó, thì cái chuyện mà cái giá trị của các bạn mà anh nghĩ là nhân 3, nhân 4, nhân 10, các bạn nghe có vẻ ảo diệu vậy đó, nhưng mà nó hoàn toàn có thể xảy ra nếu mà các bạn có được những cái giá trị mà nó hết sức là on trend, và nó cực kỳ hiếm, và chỉ cần mình lạc vô cái chỗ mà gọi là thiểu số thôi là giá trị của mình nó đã tăng lên rất là nhiều rồi. Và chính cái kỹ năng tiếng Anh cũng là một trong những cái rào cản để các bạn có thể vượt qua từ cái chỗ đa số để đi vào thiểu số, chứ không phải là không đâu. Đó chính là các bạn lọt vào một cái nhóm thiểu số, nghĩa là vừa thông minh này, vừa có thể communicate được với toàn bộ thế giới về những cái vấn đề của mình, đó là thiểu số. Và khi mà mình lọt vào được những cái tầng mà thiểu số càng nhỏ nữa thì cái giá trị mình nó lại càng tăng lên rồi ha. Rồi quay lại về câu chuyện đầu tư thì thật ra hồi nãy anh có share cái công cụ là Finhay này rồi. Thật ra anh thì lại không khuyên các bạn gọi là nhảy vào đầu tư những cái mà các bạn cũng giống như những cái sản phẩm tài chính đó, là mình phải hết sức là nắm vững cái căn bản của những cái vấn đề đó để mà mình có thể đầu tư vào cái đó. Nhưng mà một cái chia sẻ nhanh đó thì các bạn cũng biết đó là anh Chris làm ở trong một cái ngành công nghệ nó kêu là công nghệ blockchain. Thì cái công nghệ blockchain là một trong những cái công nghệ mà nó mọi người hay ví von đó là nó làm giàu rất là nhanh cho những cái người mà hiểu và biết về những cái dự án mà gọi là tiềm năng ví dụ như vậy. Ví dụ như gần đây thì có một cái dự án game công nghệ blockchain đó, thì nếu mà ai mà đã đầu tư vào cái dự án đó cách đây khoảng 4 năm về trước thì hiện giờ với $1 thì nó đã biến thành $200 rồi đó, thì anh ví dụ như vậy. Thì thật ra nó không phải dự án nào nó cũng được như vậy. Tuy nhiên á, là cái lời khuyên của anh ở chỗ này á, là để các bạn có thể tiếp cận được với lại những cái cơ hội đầu tư đó, các bạn cũng sẽ quay lại về đúng cái điểm mà nãy chị Quỳnh Anh có nói, là các bạn phải đầu tư về mặt kiến thức. Kiến thức ở đây là các bạn nhìn vô một cái cơ hội và các bạn có thể đủ sức để đánh giá được là đây là cơ hội, chứ không phải đây là cái gọi là cái cạm bẫy. Và cái anh đảm bảo với tụi em luôn là không có một cái hình thức đầu tư nào mà gọi là từ ở trên không khí mà mình có thể đớp được hết. Tất cả mọi thứ đều là phải đi ra từ kiến thức, dự đoán và gọi là trải nghiệm của bản thân. Đó là lý do tại sao mà anh luôn nói là đầu tư vào bản thân, đầu tư vào trải nghiệm, đầu tư vào sự quan sát, rồi đánh giá tất cả các thứ hết. Rồi nó cũng lại quay lại về lại cái tiếng Anh của chị Quỳnh Anh nói nữa, là nếu mà không đọc được file tiếng Anh thì lấy gì mà đánh giá một cái dự án đó. Thì nó vẫn là một cái vòng tròn lặp đi lặp lại, là các bạn phải có một cái kiến thức. Thì anh nghĩ là công nghệ blockchain là một cái mà các bạn có thể đào sâu, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì một khi các bạn hiểu rồi, các bạn và có rất là nhiều những cái cộng đồng, những cái nơi mà chia sẻ để các bạn có thể học lớn. Học lớn là một cái rất là hay. Đó, học lớn nhưng mà các bạn đừng có đầu tư vô liền, đúng không? Đó, thì các bạn cứ học lớn, các bạn cứ quan sát thử xem là mình học lớn xong rồi, nếu mà bữa nay mình có tiền nè, mình đầu tư vô cái này thì 6 tháng sau các bạn đánh giá lại thử xem là cái lần học lớn đó của mình và cái lần đầu tư thử đó 6 tháng sau nó có lời thiệt hay không. Đó, xong rồi các bạn có thể là thử bằng 500.000, 1 triệu, rồi 2 triệu, tất cả các thứ đó. Còn nếu mà nhát quá thì luôn luôn bắt đầu đầu tiên một cái sản phẩm không bao giờ sai, đó là sản phẩm gửi tiền tiết kiệm. Gửi tiền tiết kiệm vô ngân hàng là không bao giờ sai cả đó. Yeah. Okay, $1 million question đúng không? Câu hỏi giá $1 triệu là bây giờ em đầu tư vào cái nào? Chị sẽ có lẽ là chia sẻ một cái cụ thể, và cái này nó hơi mang tính là personal view một chút nhá, cái đánh giá cá nhân của chị một chút. Đó là chứng khoán, nếu như mà đầu tư vốn nhỏ lẻ như các bạn nói là bây giờ em chỉ có ít tiền thì em đầu tư vào kênh nào? Nếu mà chúng ta cảm thấy thứ nhất, cái quy tắc đầu tiên của đầu tư sẽ luôn luôn là diversify, tức là đa dạng hóa, chúng ta sẽ không bỏ trứng vào một giỏ. Cái này thì nó là như là quy tắc muôn thuở, đúng không ạ? Đặc biệt là nếu chúng ta sẽ không, chị đang không nói đến cái trường hợp là chúng ta là chuyên môn của chúng ta là làm về đầu tư và tài chính, và đấy là công việc của chúng ta nha. Nếu đấy là công việc của chúng ta có một cái chuyên môn sâu thì nó là khác. Còn nếu chúng ta đơn giản là đầu tư tài chính để phục vụ cho mục tiêu cá nhân thì một cái quy tắc đầu tiên mọi người hãy nhắc đến đó là đa dạng hóa, diversify, đúng không? Nào, diversify thì theo như thế nào để gọi là diversify, tức là đa dạng hóa? Đa dạng hóa là tại vì là những cái sản phẩm tài chính thì nó sẽ có những cái đặc tính khác nhau, và một trong những đặc tính mà các bạn nên quan tâm nhất ở các sản phẩm tài chính đó là khả năng đó là tính thanh khoản, liquidity, đúng không? Ở trên bây giờ trên thị trường thì có những cái sản phẩm nào các bạn hay thấy? Tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng không bao giờ sai được, đúng không? Nhưng mà ngược lại thì sao ạ? Lãi suất sẽ thấp. Quy tắc thứ hai của tài chính, rủi ro cao, lợi nhuận cao, rủi ro thấp, lợi nhuận thấp, đúng không? Tại ngân hàng lợi nhuận rất là thấp, nhưng mà rủi ro rất là thấp, nhưng mà lợi nhuận cũng sẽ thấp. Và rủi ro thấp là vì sao? Các bạn có biết rằng là khi chúng ta để tiền gửi trong ngân hàng chúng ta có bảo hiểm tiền gửi không? Có bao nhiêu bạn biết là chúng ta có bảo hiểm tiền gửi? Tức là nếu cái ngân hàng đó sụp đổ thì chúng ta có bảo hiểm sẽ chi trả cho chúng ta tối đa đến mức 50 triệu, và chúng ta có hẳn một công ty ở Việt Nam gọi là công ty bảo hiểm tiền gửi. Ở nước ngoài cũng có, Việt Nam cũng có. Thì đấy là những cái kiến thức tài chính mà chúng ta có thể lưu ý để tìm hiểu kỹ hơn. Thứ nhất là tiền gửi, đúng không? Tính thanh khoản cũng rất là cao, dường như là lúc nào chúng ta cũng có thể lấy ra được. Sau đó thì chúng ta bắt đầu thấy có những công cụ như là chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, mà bây giờ rất là nhiều các công ty môi giới, các công ty chứng khoán hay những cái ứng dụng như là Finhay thì đang làm cho nó các nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp cận được nó một cách dễ hơn, đúng không? Chứng khoán nhìn chung là cũng dễ có tính thanh khoản cao, tại vì bất cứ lúc nào chúng ta cũng thường là cũng có khả năng mua bán trên thị trường khá là tốt, tùy vào chứng khoán, đúng không? Nhưng mà về mặt cơ bản thì nó cũng không quá tệ. Rồi chúng ta có những sản phẩm về life insurance, bảo hiểm nhân thọ, đúng không? Thì bảo hiểm nhân thọ thì nó thường là không có tính thanh khoản quá cao. Ở đây chỉ là khá là chung thôi nha, để các bạn về tìm hiểu thêm, tại vì là chúng ta sẽ phải log in, tức là trả tiền một khoảng thời gian dài, và sau đó thì lúc đến một thời điểm nào đó nhất định chúng ta mới có thể lấy tiền ra được. Và chúng ta cũng có cái như là bất động sản chẳng hạn, đúng không? Bất động sản là một cái mà tính thanh khoản của nó cũng không quá cao được, tại vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mua bán bất động sản, và cái tiền vốn đổ vào đó thì nó cũng không thể là quá nhỏ được. Thì khi chúng ta nhìn vào thị trường và xem là có những cái công cụ nào thì chúng ta có thể lựa chọn xem là cái công cụ nào phù hợp với mình, và mình có thể phân bổ với cái số tiền nhỏ của mình thì mình sẽ phân bổ vào đâu cho nó hợp lý, đúng không? Để đề phòng cái trường hợp là đến tháng 9 tới sẽ iPhone 14 sẽ ra và chúng ta sẽ phải rút tiền ra để mua chẳng hạn, đúng không? Mà lúc đó nó bị kẹt thanh khoản không lấy ra được thì nó cũng phiền. Thì anyway là mình sẽ lưu ý những cái sản phẩm đó và xem, và mỗi cái sản phẩm tài chính thì nó có đặc tính riêng để xem là cái nào nó phù hợp với mình. Quay lại về đầu tư chứng khoán thì đương nhiên là cái này rất là nhiều các bạn hỏi và các em muốn nghe, và là cái này là mang gọi là cái perspective của chị thôi. Đó là với một khoản tiền vài triệu một tháng thì các bạn có thể bắt đầu dành một phần để đầu tư thử vào thị trường chứng khoán. Và cái này là cố gắng là đầu tư nha, tại vì ở Việt Nam hay có cái từ người ta gọi là chơi chứng khoán á. Chơi và đầu tư nó là hai khái niệm khác nhau nha, đừng bị cuốn theo những cái gọi là chơi. Nào, về cái gọi là dài hạn, long term view, thì chị đánh giá thị trường chứng khoán của Việt Nam là tiềm năng và nó sẽ tăng trưởng, nó sẽ tăng trưởng lên. Do đó chị khuyến khích các bạn đầu tư dài hạn nha. Các bạn thấy rằng là đầu tư mà mọi người cứ bảo lướt sóng, ra vô chạy vô, ngày hôm nay vào nhưng mấy hôm sau đi ra, cái đó chị rất là không khuyến khích, cái đó rủi ro rất cao, và đa số trường hợp các bạn cũng chẳng hiểu vì sao nó lại như thế. Nhưng nếu các bạn đầu tư vào những công ty nó gọi là trụ cột của nền kinh tế, trụ cột ở đây thì khó để nói, mỗi người sẽ có một view khác nhau, nhưng mà nhìn vào VN30 đi, tức là những công ty vốn hóa lớn nhất của thị trường, thì có những công ty mà bao nhiêu năm nay vẫn làm vẫn có cái kinh doanh, kết quả kinh doanh rất là tốt, và cái triết lý của người quản lý là rất là đàng hoàng, thì các bạn có thể cân nhắc để đầu tư. Là trước khi đầu tư mà các bạn cảm thấy rằng là mình chưa có tự tin, mình không biết là mình có nên mua hay không, ABCD, thì dành thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu nó. Có những phần mềm simulation để các bạn có thể dùng tiền, thử dùng tiền ảo, tiền gọi là simulation để đầu tư thử 1-2 tháng xem là nếu như mình giả sử mình đầu tư thật thì cái tiền đấy nó tăng hay nó giảm, hay là 5 tháng, 6 tháng coi xem là cái xu hướng đấy là như thế nào. Hai nữa đó là các bạn có thể, chị thấy rằng là bây giờ nếu các bạn bỏ một ít tiền, nhưng xác định ra kỷ luật nha, bỏ một ít tiền vài triệu nhỏ thôi để thử đầu tư vào chứng khoán thì nó là một learning experience, các bạn học, coi số tiền đó là số tiền các bạn bỏ ra để học về một cái thị trường mà chị nghĩ rằng là nó trong tương lai nó sẽ còn rất là nhiều dư địa để có thể phát triển. Ở Việt Nam đương nhiên nó có rất là nhiều bất cập, nhưng những cái kiến thức đó chị đảm bảo sau này nó sẽ rất là hữu ích cho chúng ta. Và chị thêm nốt một cái câu nữa, và lúc nãy quay lại cái câu chuyện đầu tư ấy, thì đầu tiên chúng ta nói đến đầu tư vào cá nhân mình, đúng không? Vào kỹ năng bản thân mình. Cái thứ hai mà chị muốn nhắc đến đó là đầu tư vào mối quan hệ. Cái này thì chị sẽ để cho các bạn tự phát triển thêm lên nữa, nhưng đối với chị, các mối quan hệ mà chị xây dựng được thì nó lại vô cùng là quý giá. Có những cái thời điểm mà chị đã đến một thành phố hoàn toàn mới, tay xách vali và có 100 đô và có 3 người bạn thân. Và chỉ đủ như thế thôi để chị có thể tự xây dựng được cái nền móng của mình, và nếu như mà không có những cái mối quan hệ như thế thì chị nghĩ rằng là chị cũng không thể đạt được một số những cái thành tựu nhất định trong cuộc đời của chị. Yeah. Đầu tư vào mối quan hệ luôn luôn là một trong những cái thứ mà mình rất là cần phải lưu ý tới, đúng không ạ? Thì sẵn ở đây là em thấy cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi ở trong cái phần chat dành cho các anh chị, thì chắc là em cũng sẽ xin phép là được đi qua một vài câu để xem. Cho anh nói hết cái ý này đi. Thật ra chị Quỳnh Anh có đưa ra hai cái hai cái sản phẩm mà anh nghĩ là anh muốn nói thêm một chút xíu với các bạn một chút xíu, tại anh nghĩ hai cái đó hay. Thứ nhất là cái sản phẩm bảo hiểm, mà gọi là nhân thọ hay phi nhân thọ? Nhân thọ. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là thật ra theo anh quan sát á, đây là một trong những cái sản phẩm mà người Việt Nam nói chung và các bạn trẻ Việt Nam gần như là bỏ qua luôn, và thật sự các bạn không hình dung được là đây là một trong những cái sự đầu tư về tài chính tốt nhất và an toàn nhất, mặc dù là đứng về góc độ về lợi nhuận á. Là để anh giải thích cho các bạn là sản phẩm mà gọi là bảo hiểm nhân thọ là giống như là các bạn mua bảo hiểm cho chính cái sinh mạng và cái sức khỏe của mình á, và nếu mà không có cái gì mà xảy ra đối với các bạn hay như thế nào đó thì sau một thời gian thì công ty bảo hiểm giống như là nó sẽ hoàn lại toàn bộ cái số tiền đó cho các bạn. Thì nó cũng không khác gì cái chuyện các bạn là bỏ một số tiền vào tài khoản ngân hàng, và cái lợi nhuận hàng năm á, nó cũng y chang lợi nhuận của ngân hàng thôi. Nhưng mà nó có một cái điều hay á, là bây giờ các cái hãng bảo hiểm á, nó thiết kế rất là hay là nó có lồng luôn cả cái gọi là cái yếu tố bảo vệ sức khỏe của các bạn ở trong đó nữa. Và các bạn có biết á, là khi mà các bạn có thể phòng thủ được về sức khỏe của các bạn, đó cũng là một cách đầu tư tài chính rồi, bởi vì khi mà có chuyện gì xảy ra các bạn không phải móc tiền túi ra quá nhiều hoặc là móc ít hơn, đó cũng là một phương pháp đầu tư thành công nha. Đó thì đó là sản phẩm thứ nhất. Và sản phẩm thứ hai á, là để nói tiếp cái ý của chị Quỳnh Anh á, thì là nói về chứng khoán. Thì anh thì là theo một cái trường phái thì không quá mê chứng khoán ở tại thời điểm hiện tại, nhưng mà anh có một cái quy tắc, nó có một cái quy tắc như thế này. Thì chứng khoán á, là nó là sự phản ánh của một nền kinh tế. Thì để mà các bạn có thể hình dung được, nãy anh thấy có mấy bạn xin mã rồi xin cổ như thế nào á, thì một cái cổ phiếu mà nó tốt á, thì sẽ phải là một cái nó phản ánh một cái gọi là một cái business kinh tế nó quan trọng đối với lại cái nền kinh tế đó. Nói nôm na là như thế này, ví dụ như bạn nào mà thử suy luận xem, ví dụ như các bạn sử dụng cái gì nhiều nhất trong cuộc sống, thì cái thằng nào mà nó có cổ phiếu mà là công ty tốt thì cứ mua. Ví dụ như nhà băng này, ví dụ như người bán sữa này, ví dụ như người bán cơm này, tất cả những cái nào mà các bạn sử dụng hàng ngày thì các bạn vẫn phải ăn, các bạn vẫn phải sử dụng ngân hàng, thì tất cả những cái điều, những cái thiết yếu đó, đó là những công ty tốt. Và những công ty mà đã gọi là sống mấy chục năm thì nó đều là những công ty tốt. Thì mình hay gọi là blue chips đó ha chị Quỳnh Anh ha. Thì các bạn vẫn, mà tất nhiên khi mà đầu tư vào blue chips thì cái gọi là cái sự tăng trưởng qua hàng năm nó không quá nhiều, nhưng mà nó cực kỳ an toàn cho các bạn. Và nếu mà thực sự các cổ phiếu đó nó có một cái sự hơi trượt giá một chút xíu thì họ cũng sẽ sớm quay lại với lại cái giá trị đúng của nó thôi, bởi vì cái vị thế của những cái đơn vị đó nó rất là mạnh ở trong một cái nền kinh tế ha. Rồi thứ nhất, rồi câu hỏi là gì nhờ Minh nhỉ? Dạ lúc nãy em chưa có kịp đặt câu hỏi cho các anh chị. Rồi ok, sorry rồi, trả câu hỏi lại cho em. Dạ không sao, em thấy là cái flow của mình đang đi rất là hay và tất cả mọi người cũng đang rất là thích cái phần này. Thì khi mà em nói lên tất cả những cái câu hỏi ban nãy, hình như là em thấy anh Thắng có bật mic lên, không biết anh Thắng là có chia sẻ gì với mọi người không ạ? Thằng có mã VIB không? Không dám chị ơi, em đầu tư linh tinh đó mà. Có một cái mà em muốn chị với Chris có thể chia sẻ thêm với các bạn á, thì thực sự là đầu tư về mặt mối quan hệ thì nó là một cái thứ rất là thú vị, nhưng mà nó cũng là một cái mà nó là phép thử của chính bản thân mình. Tại vì em vẫn quan niệm là ngựa hay là ngựa đi đường dài, thì có những mối quan hệ thì mình sẽ đi được trên một đoạn đường rất là dài, nhưng mà có những mối quan hệ nó cũng đi trên một cái đoạn đường rất là ngắn. Và bây giờ thì mình bị một cái xu hướng là mình nhìn một ai đó họ có giá trị gì với mình thì bắt đầu mình mới điều chỉnh cái hành vi của mình với họ. Vậy làm sao để cho người trẻ họ có thể xây dựng được mối quan hệ mà nó có thể vừa giúp cho bản thân họ, nhưng mà nó cũng đảm bảo được cái chuyện đó là họ có thể sử dụng được những mối quan hệ đó khi họ gặp chuyện. Đây là một cái mà chắc bắt đầu từ ai đây? Khi mà cũng như là chúng ta bị rơi vào những tình huống giống như là chúng ta cần mượn tiền, chúng ta rơi vào những tình huống như là bệnh chúng ta bị bệnh chẳng hạn. Nó cái đơn giản thôi, thí dụ như bây giờ bạn có thể la lên là bạn bị Covid, bao nhiêu người có thể gửi cho bạn thuốc thang, thuốc thang, rồi gửi cho mình đồ ăn, rồi gửi cho mình những thiết bị y tế chẳng hạn. Thì đây là những thứ mà đó là một cái phép thử rất là chua chát cho chúng ta. Thì không biết là hai anh chị có cái góc độ nào chia sẻ cho các bạn không? Chắc chị Quỳnh Anh trước đi chị, em mới làm nguyên lèo rồi. Thực ra thì về mối quan hệ thì nó chị không phải là một người mà gọi là, chị chia sẻ từ góc nhìn cá nhân cho để mọi người có thể liên hệ được nha. Chị không phải là một người khá là cởi mở, đúng không? Đối với chị thì cái như là Thắng nói, đó là cái mối quan hệ đôi khi bây giờ trong cái thời đại hiện đại bây giờ thì nó mang tính gọi transactional, tức là trao đổi hơi cao, đúng không? Tức là chơi với nhau thì tôi cho cái gì thì tôi phải nhận lại được cái gì đó. Thì cái này nó liên quan đến rất nhiều đến cái giá trị của bản thân mình. Cái core value hay là cái những cái gì mà mình cảm thấy rằng là nó quan trọng đối với cả cá nhân mình. Thì câu chuyện này thì cái câu trả lời này thì nó hơi phi tài chính một chút. Thứ nhất thì chị có quan sát nhìn lại về những mối quan hệ thì chị thấy rằng là chị vẫn rất thân với các bạn cấp 3 của chị, khi cái thời mà thực ra lúc đấy là nó vẫn không có quá nhiều suy nghĩ toan tính gì, chỉ có chơi rất thân với nhau và rất hiểu nhau bao nhiêu năm rồi. Nhìn thấy cái mặt nhau là nhìn thấy mặt nó là đã biết là nó định nói gì, mà mình nó nhìn thấy cái mặt mình là nó cũng đã đoán ra là mình như thế nào rồi, và khi nào mà mình cứ đi trong và thì đấy là một số những cái mối quan hệ mình có thể cân nhắc để có thể duy trì và cherish và phát triển nó. Tại vì những cái mối quan hệ mà các bạn có được từ những năm cấp 3 thì đều là những cái mối quan hệ mà chị thấy là nó đi theo chị trong một khoảng thời gian rất là dài, và các bạn bè thì chơi với nhau theo cái có cái sự gắn kết về mặt tình cảm. Sau đó thì lên đại học thì các bạn cũng sẽ có những cái người bạn mà chị nghĩ rằng là có một cái sự kết nối nhất định, và lúc này thì đại học thì các bạn chúng ta nghĩ nhiều hơn đến tương lai, nghĩ nhiều đến việc hơn là sẽ hỗ trợ nhau thành công như thế nào. Thì chị nghĩ rằng là nên tận dụng những cái mối quan hệ mà ngay từ tận dụng thì nó hơi mang nghĩa nó hơi không được tích cực, nhưng chị nghĩ rằng là mình nên nourish, tức là mình nên duy trì và bảo dưỡng và phát triển những mối quan hệ mà mình đã có cả một cái khoảng thời gian dài rồi, biết nhau rồi, và đã từng có rất là nhiều phi vụ này kia với nhau và hiểu nhau rất là rõ rồi, thì mình nên giữ những cái, dành cái thời gian, và thời gian cũng là đầu tư nha các bạn. Không chỉ có tiền, không chỉ nghĩ là ôi mình lấy tiền để mình đầu tư vào quan hệ, tức là mình đi rủ nhau đi ăn rồi mua cho bạn cái này cái kia. Thời gian của các bạn chính là tài sản và chính là tiền bạc. Dành thời gian cho những cái người mà mình thấy rằng là họ có những cái giá trị, không chỉ nói đến là như kiểu là bây giờ các bạn ấy đang có cái mối quan hệ đó, bây giờ hiện nay họ đang có bao nhiêu tiền hay là họ có thể giúp mình cái gì, mà hãy nhìn vào họ giống như là con người của họ, là họ có những cái giá trị như thế nào, họ ứng xử với những người xung quanh như thế nào, họ có phải là có một cái nền tảng học vấn tốt không, họ có phải là cái người mà giống như là có những cái kỹ năng như là chị và Chris đang nói đến, đó là luôn luôn sẵn sàng học hỏi, luôn luôn cố gắng vượt qua chính mình, và có phải là những người mà có ý chí và vươn lên hay không. Những người đó trước hay sau gì họ cũng sẽ thành công, và khi mà mình hang out với những người đó thì chúng mình, thì các bạn cũng sẽ có được những cái tác động tích cực, có phải là những người nhiều là có năng lượng tốt đóng góp cho cộng đồng hay không. Và sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái cơ hội để hợp tác với nhau, những cái cơ hội để hỗ trợ nhau nó sẽ đến. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng, đương nhiên là trong cuộc sống thì sẽ cũng có những cái mối quan hệ nó mang tính trao đổi rất là rõ ràng, nhưng đối với những cái mối quan hệ mà chúng ta thực sự muốn gây dựng, gọi là cái network xung quanh mình, thì chị nghĩ rằng là nó nên nằm ở một cái phần nào đấy nó sâu hơn ở bên trong, đó là cái giá trị cốt lõi của người đó, và cũng như là cái nhìn vào những cái hành xử người đó thực sự người ta có phải là một người tốt không, một người đàng hoàng, một người tử tế, một người kind hay không. Tại vì đôi khi á, những cái lúc mà chị cần khó khăn, chị gặp khó khăn không phải là những người chỉ có cho chị tiền đâu, mà những người chỉ cần nó cho chị một lời khuyên, cho chị một cái nhìn khác về cái câu hỏi, nói một cái lời nào đó thôi thì tự nhiên đã mở ra cho chị cả một cái khung trời, nghĩa là khung trời mới, thì cái đó nhiều khi nó còn có giá trị hơn rất là nhiều. Thì đó là cái perspective của chị. Còn về phía Chris thì sao? Thứ nhất là anh cũng đồng ý với lại cái statement của anh Thắng nói, và toàn bộ những cái chị Quỳnh Anh nói ha, là đúng là trong cuộc sống của mình thì cũng không thể nào tránh khỏi ở những cái mối quan hệ mà nó có cái tính gọi là giao dịch và thương mại hóa ở chỗ đó. Nhưng thật sự quay về cái câu chuyện là build cái cuộc sống của chính mình và build cái network của chính cuộc sống của mình á, anh vẫn rất là tin vào cái câu chuyện gọi là cho đi và nhận lại. Và thật ra anh nghĩ là đó là lý do, một trong những lý do lớn nhất mà Give It Back đang hoạt động rất là tốt cho đến ngày hôm nay. Và bản thân chị Quỳnh Anh xuất hiện trong cái buổi ngày hôm nay và cả anh xuất hiện trong buổi ngày hôm nay là một cái confirm rất là chắc chắn cái câu chuyện là cho đi và nhận lại. Và bản thân anh thì anh cũng sống chưa đủ lâu, nhưng mà anh đã thấy đủ để mà chắc chắn confirm với các bạn là cái cuộc đời của mình nó rất là dài á, và một cái sự đầu tư vào nghiêm túc vào tất cả những cái mối quan hệ và những cái người mà mình quý á, nó sẽ đem lại một cái giá trị nhất định cho cuộc sống của bạn. Không ngày hôm nay, không 5 năm nữa, không 10 năm nữa, thì sẽ một lúc nào đó. Cái quan trọng là mình sẽ phải, anh nghĩ là cái chỗ này, cái chỗ quan trọng này, là mình sẽ phải hết sức là chân thành và mình thật trong tất cả những cái mối quan hệ này. Anh vẫn đi theo cái trường phái đó nha. Khi mà anh tiếp xúc với lại tất cả những người mới, những cái người anh, người chị, người bạn ngoài đường, anh vẫn chơi rất là thật và gần như là mình cho đi nhiều hơn. Và tất nhiên cũng sẽ có một bạn nào đó nói là cho đi nhiều như vậy là chắc chắn là anh sẽ thiệt và sẽ bị người khác lợi dụng, chắc chắn, chuyện đó là chuyện chắc chắn. Nhưng đó cũng là một cái cách phép thử rất là nhanh để mà em nhanh chóng em loại ra những cái nhân tố gọi là chỉ có sự lợi dụng mà không có cái gọi là một cái sự gọi là cùng nhau, gọi là trao đổi bạn bè và cùng grow lên với nhau, là thứ nhất. Và cái thứ hai á, anh đã từng nói ở trong một cái buổi event mình về giáo dục ở New Zealand á, thì người ta hay nói là thật thà thì thường hay thua thiệt, nhưng mà anh lại không tin như vậy. Anh tin là cái sự thật thà và cái sự chân thành của các bạn á, một ngày đẹp trời á, nó sẽ quay lại và nó sẽ benefit các bạn. Và các bạn, vấn đề là mình phải consistent với lại cái kim chỉ nam đó thì nó mới ra được cái kết quả. Bởi vì á, đôi khi các bạn chân thành, và các bạn chân thành được mới có 1 năm thôi, và các bạn tự nghĩ ví dụ như ồ, mình chân thành với tất cả mọi người có 1 năm thôi mà không thấy ai cho mình cho tiền hết, không ai cho mình chớp hết, tất cả các thứ. Nó không phải như vậy, mà cuộc sống là nó phải chân thành, và nó chân thành một cách nó trọn vẹn. Thì anh có một cái ví dụ, anh có một rất là nhiều các ví dụ là anh đã từng đi thực tập ở một số cái công ty đầu tiên trong lúc anh đi học cách đây khoảng 10 mấy năm về trước, mà anh hết sức là chân thành với lại những người đồng nghiệp cũ, những cái người gọi là sếp cũ của anh, và anh giữ những cái mối quan hệ tốt đó cho tới tận bây giờ. Và thậm chí bây giờ có khi có nhiều người trong số họ đang làm dưới cả anh nữa kìa, nhưng mà chính vì là mình đã hiểu con người của họ và họ cũng hiểu con người của mình, thì khi em cần những cái đội ngũ mà em có thể tin cậy và tin tưởng, thì chính những cái lúc đó là chính những cái người tin em nhất, họ sẵn sàng, họ đứng ở dưới cái lá cờ của em để cùng đánh những trận đấu đó với em. Và những cái đó, again, không mọc ở trên cây và cũng không mọc trên không khí, nó cần có một quá trình để mà build up tất cả các thứ. Và anh cho thêm các em thêm một cái ví dụ nữa là anh thực sự anh không có biết là anh sẽ về làm cho một cái công ty mà sẽ set up một cái business ở bên Mã Lai, anh ví dụ như vậy đi. Và trong cái quá trình mà anh gọi là anh đi giao thương ở quốc tế, thì anh có quen một cái chị làm gọi là cũng về startup ở bên Mã Lai. Thì khi chị đó có một cái vấn đề cần có sự giúp đỡ ở tại Singapore và ở Việt Nam, thì nó là bản thân anh thôi, đúng không? Thì anh cũng đã có những cái sự giúp đỡ, phải nói là mình tận tình trong cái chuyện đó đó. Mà mình biết chắc chắn là cái chị kia là ở Mã Lai, mình đang ở Việt Nam mà, thì biết bao giờ mà chị có thể mới giúp được mình ở Việt Nam. Anh ví dụ như vậy đi, nếu mà các bạn suy nghĩ nó theo góc độ là về giao dịch, chắc chắn là không có chuyện là cái chị đó sẽ có cái ngày là giúp đỡ được ở mình ở Việt Nam. Nhưng mà ở đời mà mình đâu có biết được cái chuyện ngờ em, là sau đó anh lại qua Mã Lai và anh mở công ty ở bên đó. Và chính vì cái sự chơi đẹp, chính vì cái sự gọi là tận tình, tận tâm và chân thành đó của mình đó, thì khi mình chân ướt chân ráo qua Mã Lai, chị đó là một chị làm cũng rất là có vai vế ở trong những cái bộ mà có gọi là có sự tác động nhất định lên các cái ngành startup đi, anh ví dụ như vậy. Rõ ràng anh đã không có nhìn về cái mối quan hệ đó là một cái mối lợi, anh ví dụ như vậy đi, nhưng chính cái sự chân thành của mình á, anh ví dụ ở đó, thì các bạn có thể vô tình các bạn đã chính tác động lên chính cái tương lai của mình ở trong tương lai mà đôi khi ở tại thời điểm này mình chưa có nhìn thấy cái vấn đề đó. Thì câu trả lời nó là đơn giản thôi, là hết sức chân thành. Tuy nhiên là có chọn lọc trong cái câu chuyện là kết bạn, giao thương, tất cả các thứ, bởi vì giống như chị Quỳnh Anh nói, thời gian của chúng ta chính là một trong những cái sản phẩm đầu tư tài chính tốt nhất, thì chúng ta không nên phí quá nhiều thời gian vào những cái mối quan hệ mà nó không hơn được cái câu chuyện là vui thôi, ví dụ như vậy. Bởi vì rất là nhiều các bạn bè của anh hiện tại, thời điểm hiện tại á, là anh biết là khi ở bên cạnh họ là anh rất là vui, bởi vì đó là bạn học của anh tất cả các thứ, nhưng mà outside cái chuyện vui rồi ăn nhậu đó thì không bổ béo thêm được cái gì nữa. Thì chúng ta không nên sa đà quá nhiều vào những cái mối quan hệ mà đôi khi nó sẽ không tạo được thêm nhiều cái giá trị. Nhưng mà anh không nói ở đây là chúng ta khinh những cái mối quan hệ đó nha, nó là hai cái vấn đề khác nhau đó. Thì các bạn phải xác định như vậy và sẽ phải xác định xem là có thể dùng những cái quỹ thời gian đó để có thể tìm kiếm những anh chị mentor đi về chương trình Give It Back để kiếm xem có ai chỉ mình khai phá, gọi là khai phá võ công hay như thế nào đó, dùng những cái thời gian đó để mà đầu tư thêm cho cá nhân. Dạ, cảm ơn anh Chris và chị Quỳnh Anh rất nhiều. Không biết là anh Thắng thấy cái phần chia sẻ của hai anh chị như thế nào, anh có thêm những cái add-on gì thêm không anh? Chắc anh Thắng cũng đang chưa tiện mở mic thì cũng tiếp lời với cả là những cái chia sẻ của anh, của chị Quỳnh Anh và anh Chris, thì cũng ban tổ chức của tụi em thì cũng rất là trân quý, vì đúng là như anh Chris nói là cái mà mình cho đi thì mình nhận lại, và rõ ràng là các anh chị mentor khi mà tham dự vào dự án Give It Back thì cũng 100% là các anh chị đều đang cho đi, các anh chị cũng không vì bất cứ một cái lý do gì cả, mà đơn giản là vì các anh chị muốn hỗ trợ, muốn giúp đỡ, muốn đi cùng với những người trẻ, thì đó cũng là một cái rất là quý, và rất là mong rằng là những cái các anh chị, các bạn mà chúng ta tham dự vào cái buổi chia sẻ này hoặc là những cái chương trình khác của Give It Back, thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được những cái ý nghĩa này, những cái giá trị này, để mà chúng ta có thể là rang động hơn nữa những cái giá trị của chương trình. Thì chắc là mình sẽ đi qua thêm một vài những câu hỏi khác, tại vì em thấy cũng đang có rất là nhiều những cái câu hỏi ở đây mà các bạn đang đặt ra, mà chương trình của chúng ta thì hiện tại là cũng đang rất là gần cái khoảng thời gian cần phải kết thúc rồi, nhưng mà rõ ràng vẫn còn rất nhiều câu hỏi, cho nên là mình cũng nên đi qua một vài những cái câu mà em thấy lặp đi lặp lại rất là nhiều ở trong số những cái câu ở đây. Thì có một cái mà em thấy là các bạn nói khá là nhiều đó, đó là cái câu chuyện về on trend, có nghĩa là về những cái kỹ năng nào làm sao để mình biết được là dòng chảy của thời đại đang ở đâu thì mình nên ở đó. Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là làm sao để chúng ta biết được rằng là cái dòng chảy đó hiện tại nó đang nằm ở đâu, và làm sao mình xác định được đâu là những cái điều, những cái kỹ năng mà mình rất là cần ở trong cái câu chuyện là building nó lên để mà bản thân mình rất là hợp với thời đại. Thì không biết là em có thể nhờ chị Quỳnh Anh chia sẻ thêm về cái phần này không ạ? Bởi vì chị Quỳnh Anh là starting của cái idea này. Thực ra thế này, chị có một bé gái đúng không? Bé nhà chị thì năm nay lớp 7, lớp 8, và thi thoảng thì bạn ấy cứ hay hỏi chị là hôm nay con đi học, rồi hay kể chuyện cho các chị về câu chuyện ở lớp, và có những lúc thì nó không vui về chuyện bạn này thế kia, bạn kia thế khác. Thì chị hay nói với bé nhà chị là cái thế giới của con nó phải rộng lớn hơn như thế, cái thế giới của con nó không phải là nằm trong là ngày hôm nay mình đi học rồi có bao nhiêu bài, rồi hôm nay bạn này làm mình vui, bạn kia làm mình buồn. Cái thế giới của con nó phải rộng lớn hơn như thế, con nhìn ra một cái thế giới xem là nó đang, mọi người khác đang làm gì. Và đây là cái lý do vì sao chị khuyến khích các bạn là cần có ngôn ngữ tiếng Anh, đó là khi chúng ta nhìn, chúng ta càng có một cái một cái khía cạnh nào đó, nếu như mà chúng ta càng đầu tư cho bản thân bao nhiêu thì cái tầm nhìn của chúng ta nó được nâng cao bấy nhiêu, và lúc đó cái tầm nhìn của các bạn nó sẽ rộng lớn hơn bấy nhiêu, cái nhân sinh quan của chúng ta nó được mở rộng. Thế giới nó là một cái gì đó nó rất là đa dạng, và cái thế giới của chúng ta là những cái chúng ta có thể nhìn được, nó khác với cả thế giới của người khác và những cái người khác có thể nhìn được. Thế cho nên là các bạn muốn on trend thì các bạn phải nhìn được thế giới, và muốn nhìn được thế giới thì phải mở rộng nhân sinh quan của mình ra, và mở rộng nhân sinh quan bằng cách là chúng ta sẽ phải đọc, chúng ta sẽ phải học, chúng ta sẽ phải filter cho mình những cái kênh để chúng ta có được thông tin. Ví dụ như là ngày xưa lúc mà có một thời gian chị đi tham gia dạy cho các bạn học đại học, thì các chị hỏi là bây giờ hàng ngày cái kênh news mà các bạn đọc phổ biến nhất là gì? Kênh 14. Chị bảo nếu như đấy là cái, nói thì nó hơi quá đáng, nhưng mà garbage in thì garbage out, đúng không? Cái gì nó fit vào mình thì nó sẽ, kênh 14 á, đại khái đúng rồi. Thì cái gì nó fit vào mình thì nó sẽ xây dựng cái thế giới của mình thành như thế. Thế cho nên là bây giờ các bạn có một cái lợi thế, đó là các bạn có rất là nhiều cách để có thể tiếp cận với cả kiến thức. Nhưng mà cái khó khăn mà chị nghĩ rằng là cái challenge vô cùng lớn của thế hệ của các bạn đi sau này, mà chị thấy rằng là nó khó khăn hơn so với các bọn chị, thách thức lớn hơn nhiều so với bọn chị, đó là có khả năng filter được thông tin nào là thông tin đúng, thông tin nào là thông tin tốt, và những cái nào thì mình nên filter nó ra khỏi cái thế giới của mình để mình có thể xây dựng ra được một cái nhân sinh quan mà chị nó có tâm và nó có tầm. Thì đấy là cái quan điểm của chị. Không ai có thể bảo cho mình là bây giờ trend nó là gì, các thứ ABCD là sao. Thì các bạn, chúng ta sẽ phải đọc về các câu chuyện thành công, các success story, đọc về những cái kiến thức mới, chọn cho mình những cái kênh thông tin mà nó có giá trị và nó bổ ích, và cập nhật những cái thông tin đó thường xuyên, dành thời gian cho nó nhiều hơn, track cái thời gian của mình trong việc đọc, dùng internet, dùng social media, xem là bao nhiêu thời gian trong số đó mình expose bản thân mình với cả những cái kiến thức, những cái thông tin hay những cái gì thì nó chính là cái thế giới của mình thôi. Thế cho nên mình muốn on trend thì mình phải là the trend, và các bạn có cái cơ hội being the trend. Và thậm chí là cái việc mà chị cũng hy vọng là ngoài cái việc on trend, chị cũng mong rằng là các bạn sẽ trở thành trendsetter, tức là không chỉ là on trend mà các bạn sẽ là những người dẫn dắt và tạo ra những cái trend mới cho thế giới. Thì đấy nó mới là cái như là một cái vision, một cái tầm nhìn cao hơn nữa. Dạ, là mình không phải là chỉ on trend, mình còn là the trend nữa, đúng không ạ? Mình là cái người cố gắng làm sao để mà mở rộng được nhân sinh quan. Đầu tiên thì mình có thể thấy được cái xu hướng, mà sau đó nữa thì cố gắng làm sao để mà mình có thể lên được một cái tầm hoàn toàn cao hơn nữa, là tạo ra được một cái xu hướng nào đó. Còn không biết về anh Chris thì sao ạ? Anh Chris có góc nhìn của anh về cái chủ đề này như thế nào? Câu hỏi mình là cái gì nha? Chị Quỳnh Anh nói hay quá. Dạ, là về câu chuyện on trend, là làm sao để mà các bạn biết được rằng là ok, thời đại hiện tại là đang có những cái gì mà nó sẽ rất là hot, để mà các bạn có thể đầu tư những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của mình ngay bây giờ để mà chuẩn bị cho nó về sau. Thực ra anh thì anh có một cái cách khác để nhìn cái câu chuyện on trend á, thì anh luôn tin là như thế này. Thì cái này có thể là nó có một cái sự lấu cá ở trong cái câu chuyện này. Thì anh nghĩ là như thế này, cái kết quả sẽ là on trend khi mà mình xác định được cái điều này ha. Và cái này nó đi ra từ cái kinh nghiệm cá nhân của anh, là anh khẳng định với lại tất cả các bạn luôn là anh cũng rất là bình thường, đứng về góc độ về trình độ rồi đứng về tất cả các thứ. Tuy nhiên một cái điều mà anh đã làm rất tốt, đó là anh xác định được những cái trận đấu của anh khi mà người khác chưa xác định những trận đấu đó. Nói một cái cách khác là giống như là tụi em sẽ lựa được cho tụi em một cái sân khấu mà em biết là em lên cái sân khấu đó có mình em diễn thôi, chứ không có nhiều những cái người diễn viên khác. Tại vì nhiều người đứng trên sân khấu quá thì em sẽ bị lạc lõng vào trong nguyên một cái dàn sân khấu hot girl, hot boy, đúng không? Đó, thì hãy lựa chọn cho mình được một cái sân khấu mà tụi em biết là tụi em có những cái cơ hội để tỏa sáng. Và tỏa sáng ở đây nó không có nghĩa là mình giỏi hơn người ta một cách vượt trội, mà chỉ là đơn thuần là các bạn có một cái cơ hội để mà thể hiện bản thân và thể hiện cái giá trị của mình tốt nhất Cái đó cực kỳ quan trọng và cái đó là phải xác định được thế trận và tất cả thứ á. Thì á, vậy thì câu hỏi tiếp theo là ủa anh ơi, vậy xác định sân khấu bằng cách nào? Thì anh nghĩ là cái xác định sân khấu đó thì nó đi ra từ hai yếu tố. Thứ nhất là các bạn đi ra đường, các bạn biết thấy chỗ nào mà đông ơi là đông, mà các bạn biết là chỗ đó là sân khấu nó đông rồi, đúng không? Ví dụ như đi ra trường, ví dụ như mình đang học ở trong trường mình năm 4, mình hỏi xung quanh, hỏi giờ mày apply đâu, thằng nào cũng apply đi Shopee, thằng nào cũng apply đi Lazada hết, là thấy là chỗ đó nó đông rồi. Anh ví dụ như vậy đó. Và đó là về góc độ về công việc. Rồi về góc độ về kỹ năng, ví dụ như bạn nào cũng đang bắt đầu master về tiếng Anh rồi, thì cái đó nó trở thành là gọi là gần như là về minimum requirement. Thế thì mình có thêm những cái kỹ năng gì nữa để giúp cho mình đứng lên trên một cái sân khấu nó hơi khác một chút xíu đó. Thì cái cách mà mình position cái sân khấu đó nó cũng sẽ giúp cho các bạn gọi là giúp các bạn gọi là xác định được cái sân đấu của mình. Thì á, nếu mà mình xác định được một cái sân khấu của mình nó tốt và nó sớm á, thì đôi khi các bạn cũng không cần phải gọi là xuất anh hùng, xuất thiếu niên, mà gọi là siêu sao vũ trụ, mà gọi là về trí tuệ thông minh để mà có thể cực kỳ thành công ở trong cái lĩnh vực đó. Mà chỉ đơn giản là vì mình là người set cái trend đó, và mình là một trong những người đầu tiên bước vào cái trend đó. Cái lợi thế đó cực kỳ quan trọng đó. Thì anh có chia sẻ một chút xíu cái góc nhìn về cái câu chuyện là chuyện on trend đó, thì một về cái cách nhìn khác thì là vậy đó. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì em nghĩ là các câu hỏi của các bạn thì vẫn còn rất là dài, nhưng mà tuy nhiên thì cái thời lượng của chương trình của chúng ta thì nó cũng không còn quá nhiều nữa. Thì em nghĩ là có lẽ chúng ta cũng sẽ đi đến những cái câu hỏi cuối cùng, những cái chia sẻ cuối cùng trước khi mà chúng ta có thể wrap up lại của ngày hôm nay, và chúng ta cùng xem lại những cái trải nghiệm mà chúng ta đã có. Thì em thấy có một cái câu hỏi mà các bạn cũng có hỏi rất là nhiều, đó là cái ví dụ như là của anh Hoàng Nam. Thì ở đây là có một cái câu hỏi là theo các anh chị á, thì có phải là tùy những cái độ tuổi mà cái cách quản lý tài chính cá nhân của mình đôi khi nó cũng sẽ có những cái sự khác nhau hay là không? Không biết là anh chị thấy là cái câu hỏi như thế này thì cái góc nhìn của anh chị như thế nào ạ? Chắc em xin phép nhờ chị Quỳnh Anh chia sẻ trước về cái phần này. Chắc chắn rồi, tại giống như lúc nãy chị nói ở cái giai đoạn mà 25 đến 20 đến 35 tuổi, thậm chí là 35 tuổi thì mình nên ưu tiên cái việc đầu tư vào bản thân mình. Tức là nếu lúc đó mình phải bỏ một số tiền lớn ra cho việc đầu tư kiến thức bản thân, học tập, thì cái chuyện đấy nó là hợp lý, đúng không? Nhưng mà nếu như mà chị bảo là bây giờ chị 65, 70 tuổi mà chị dành một cái khoản tiền rất là lớn ra, đúng không? Trong khi chị chưa có tiền để nghỉ hưu, chị bỏ một cái số tiền rất là lớn ra để đầu tư vào việc đi du lịch trải nghiệm và học thêm một cái bằng nào đó nữa, thì nó sẽ nghe nó sẽ vô lý. Và đồng thời cái nhu cầu về tài chính của các bạn nó cũng sẽ thay đổi. Bây giờ khi mà các bạn chưa có gia đình chẳng hạn, thì có lẽ là các bạn có thể chỉ yếu là những cái chi phí mua sắm cho bản thân, ăn uống ở. Nhưng lúc các bạn có gia đình rồi thì sao? Đúng không? Gia đình vào thì cái tài chính gia đình nó sẽ khác như thế nào? Phải lên kế hoạch cho sau này, kế hoạch về giáo dục cho con cái như thế nào? Lên giờ và nữa đó là cái kế hoạch nữa là về hưu thì nó sẽ như thế nào? Đó, thì ở mỗi cái giai đoạn khác nhau thì nó sẽ có những nhu cầu tài chính khác nhau, do đó thì chúng ta sẽ cần phải có những cái ưu tiên khác nhau. Cái này thì nó quay lại một cái principle nữa, đó là về mặt cơ bản nó chỉ có từng đó thứ thôi, nhưng mà tại những cái thời điểm khác nhau thì chúng ta sẽ có ưu tiên khác nhau, đúng không? Để nhằm đạt được mục đích của chúng ta, mục tiêu của chúng ta về mặt ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Thì cái này có lẽ là trong một cái thời lượng buổi hôm nay thì khó có thể nói rằng là những cái chia sẻ của chị và Chris có thể cho mọi người một cái bức tranh hay là một cái nhiều câu trả lời chính xác là quản lý tài chính cá nhân nó phải như thế nào. Nhưng các bạn có được những cái quy tắc cơ bản, có những cái câu chuyện chia sẻ rất là thực là nó xảy ra như thế nào, và chúng ta biết là nó quan trọng và bắt đầu thành lập những cái thói quen và đặt kỷ luật xung quanh nó và điều chỉnh. Adjust as it goes, đúng không? Và điều chỉnh trong cái quá trình mình thực hiện để xem là cái con đường nào phù hợp với mình. Dạ vâng. Dạ, em cảm ơn chị Quỳnh Anh. Không biết là anh Chris còn add on hay là có thêm những cái góc nhìn gì thêm ở trong cái phần này ở trong cái câu hỏi. Thật ra có một cái lời khuyên mà anh nghĩ là nó cũng không nó đúng trong nhiều cái tình huống chứ không phải chỉ câu chuyện là quản lý tài chính cá nhân không. Là anh vẫn tin là cái số mệnh của tụi em, cái sự nghiệp của tụi em, thậm chí luôn là cả về cái khả năng cái khả năng quản trị tài chính của cá nhân và khả năng đầu tư của cá nhân, nó đều nằm trong cái sự kiểm soát của mình hết. Và cái sự kiểm soát nó đến từ góc độ về kỷ luật, nó đến từ sự ham học hỏi, nó đến từ cái sự gọi là kiên trì và sự cố gắng trong gọi là thói quen, trong về mặt kiến thức, tất cả các thứ. Thì một khi các bạn có đủ sự quyết tâm và các bạn có đủ sự kiên trì thì anh nghĩ là tài chính hay là sự thành công hay là thậm chí trong cuộc sống, trong cả việc gọi là nuôi dạy con cái rồi tất cả các thứ đó, chúng ta đều có thể quản trị được gọi là một phần nào đó cái kết quả của những cái đầu một công việc đó. Nên đó là cái đó nói cái đó để là dẫn cho một cái ý là anh Chris hay là chị Quỳnh Anh chia sẻ cái gì ngày hôm nay thì thật ra nó cũng là một cái buổi gọi là motivate các bạn, gọi là khuyến khích các bạn gọi là sớm thức tỉnh và có cho mình một cái kim chỉ nam mới, chứ thật ra cũng không phải hoàn toàn là phương pháp nào nó đúng hay là cổ phiếu nào nó ngon hay là như thế nào hết, mà là hôm nay khi mà chúng ta bắt đầu gọi là sự thay đổi thì đó là cũng là bắt đầu một cái gọi là một cái con người mới của chúng ta rồi, nên là bắt đầu đi đó. Dạ. Cảm ơn anh chị. Rõ ràng là sẽ không có công thức nào là hoàn toàn chính xác, sẽ không có cái con đường nào là đúng với tất cả mọi người, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta hãy bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm ra được cái con đường và chúng ta tìm ra được những cái cách thức làm phù hợp nhất với mình. Dạ. Có lẽ là bây giờ chúng ta cũng đi đến những cái giây phút cuối cùng của chương trình rồi, thì cũng như là một cái để mà có thể check out thì chắc là em sẽ cùng với mọi người chúng ta có thể là xem qua một cái đoạn video ngắn mà Give It Back cũng đã có chuẩn bị từ trước để mà chúng ta cùng lắng nghe, tại vì Give It Back sắp tới thì cũng sẽ có để tiếp nối được tiếp tục cái giá trị là cho đi như thế này, thì Give It Back cũng sẽ chuẩn bị tiếp tục với mùa 5, và với cái mùa 5 này thì Give It Back cũng sẽ có cái đợt là tuyển dụng nhân sự mới. Thì đối với những cái bạn nào mà bạn trẻ hoặc là những cái người mà chúng ta cũng mong muốn là làm sao mà có thể là đồng hành cùng với dự án để mà tiếp tục chúng ta tạo ra được những cái giá trị tích cực cho xã hội, thì các anh chị chúng ta có thể tham khảo thêm ạ. Thì bây giờ mọi người chúng ta hãy cùng hướng mắt vào màn hình để xem qua cái video mà Give It Back đã chuẩn bị. Give It Back là lựa chọn hàng đầu. Anh rất là yêu thích cái mô hình của dự án, nó thực sự là cho đi và nó thực sự là tạo ra được những cái giá trị cho xã hội. Bản thân Trang Anh thì đã được Give It Back làm cho mình trưởng thành hơn, mình phát triển hơn, thì cũng mong là mình sẽ lan tỏa được cái giá trị này đến với các bạn mentee khác. Khá là tình cờ Vân là một mentee của Give It Back mùa 2. Lúc mình có tổ chức một chuỗi chiếu phim Movie Space Learning thì mới phát hiện ra là cái cộng đồng Give It Back của mình quá là thú vị. Tới một ngày tình cờ là Hằng được nghe là Give It Back mùa 4 có khoảng 20 bạn tình nguyện viên, nghĩa là gấp phải là rất là nhiều lần so với mùa 1. Tuy nhiên cũng có những cái vấn đề nhân sự mà các bạn đang gặp khó khăn. Thì thời điểm đó Hằng tự nghĩ là tại sao mình lại không quay lại cùng đồng hành với dự án. Khi mà mình tham gia dự án á, mình thấy các anh chị mentor rất là xịn sò, tài năng, tâm huyết tiếp tục dự án để được kết nối với mấy anh chị và được học hỏi từ mấy anh chị nhiều hơn. Khi bắt mùa 4 á, Rachel cảm thấy là các bạn mặc dù đang còn trẻ tuổi nhưng mà rất là giỏi, tận tâm và luôn luôn hết mình về dự án. Đối với bất kỳ tổ chức nào, đối với bất kỳ cái dự án nào, đối với bất kỳ cái mối quan hệ nào thì kết nối nó sẽ là một cái nền móng online để kết nối mọi người. Rồi có những cái buổi briefing, rồi có những game night. Vui nữa là mình làm việc có đội nhóm. Bởi vì các bạn đã chụp Give It Back rất là xịn. Trời ơi, nghĩ sao ạ? Mọi người có thể trò chuyện được rõ. Kỹ năng chuyên môn của mình cảm thấy là cái năng lượng nhận từ Give It Back nó rất là hay. Rồi xong, vô đúng ngõ rồi. Đây là định mạch đời em, thế em phải vô làm. cơ hội để mình được làm việc và mình được quen biết với rất là nhiều các anh chị thành công đến từ rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, thì đó là một cái lợi thế. Nêu lên những cái ý kiến của mình, nêu lên những cái giải pháp của mình, và Vân hoàn toàn có thể thực hiện được những cái ý tưởng đó. Vân có được một sự hỗ trợ, một sự hợp tác của toàn thể team Give It Back. Mình muốn các bạn có nhiều vòng ban hơn, công việc chia rõ hơn, cụ thể hơn. Các bạn được làm những cái mảng thuộc về chuyên môn, về điểm mạnh của các bạn. Thành ra là có rất là nhiều những hoạt động hơn so với mùa 1. Cái hiệu quả nó cũng tốt hơn rất nhiều. Thậm chí là về các con số mục tiêu mùa 4 cũng gần như là gấp đôi so với mùa 1. Thành ra Hằng nghĩ là ở những cái các bạn đang làm hiện tại thực sự rất là cố gắng để cùng nhau đạt được mục tiêu đó. Rachel cảm thấy là mọi người luôn luôn quan tâm và cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho mình để phát triển cho những cái kỹ năng mình đang có, và có những cái gì mà mình chưa làm tốt thì các anh chị luôn luôn thẳng thắn feedback giúp cho mình được tốt hơn. Vừa sau khi kết thúc mùa 3 thì Rachel rất là may mắn được anh Thắng và chị Minh trao tặng một cái suất học thiết kế định vị cho tương lai. Mình cảm thấy mình là một người đa năng, đa nhiệm, mọi thứ thì cũng tham gia. Đầu tiên là thành viên của ban đối ngoại này, sau này quay nhiều và nguyên cái lĩnh vực là về hỗ trợ truyền thông. Có nhóm không phải là mọi người cứ kiểu giao tác rồi mọi người làm, cách để mình tạo động lực, cách để mình chia sẻ, cách để mình thấu hiểu nhau. Ai cũng có quyền sai nhưng mà không để một cái lỗi sai lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Một khoảnh khắc sung sướng nhất đó là Vân nhận thấy được là cái bài chia sẻ của Vân được sự hưởng ứng rất nhiều của mọi người. Vân nhận được những cái lượt share này, những cái lượt like này, nó lên đến hàng ngàn lượt, mọi người đón nhận được và mọi người cùng học với Vân. Trong cái khoảng thời gian trẻ của mình thì sẽ có 4 thứ mà mình sẽ cần phải có được nhiều hơn. Cái thứ nhất là cái trải nghiệm, thứ hai là cái kiến thức, thứ ba là cái con đường về tài chính của mình, thứ tư là cái mindset. Thì anh thấy là ở cái cách nó sẽ cho mình rất là nhiều trải nghiệm. Mình có càng nhiều trải nghiệm thì mình sẽ càng hiểu được chính mình hơn, và mình biết được là mình thích điều gì thực sự. Và ở trên quãng đường đó thì mình còn giúp đỡ được cho nhiều người khác nữa. Cho nên là nếu như mà các bạn thực sự mong muốn thì 6 tháng tiếp theo tại Give It Back, anh nghĩ đó là một cái gì đó để chúng ta cùng explore. Hằng thì Hằng không có ngại khó khăn, Hằng xem đó là những cái thử thách mà mình đặt ra để mình làm cái công việc của mình thích. Bởi vì căn bản đối với việc thách thì nó sẽ không có cái gì cam kết ngoài cái mục tiêu cá nhân của mình, và được đội nhóm và sự gắn kết giữa mọi người với nhau. Có ban nhân sự mà được em Hằng rất là tâm huyết. Bên cạnh đó thì cũng có những cái hoạt động chơi game, hoạt động chia sẻ những khó khăn mà mình đang gặp trong công việc. Cảm giác như mình đang thuộc về một ngôi nhà chung mà mọi người cùng đồng lòng. Hiện tại thì Vân đang làm, đó chính là Vân lan tỏa những cái giá trị của Give It Back đến với mọi người nhiều hơn. Mình cho đi về mặt thời gian, về mặt công sức, nhưng mà Hằng thấy rất là xứng đáng và Hằng luôn cảm thấy vui vẻ khi mà nghĩ về những gì mình làm ở Give It Back. Có được những cái mối quan hệ nó sâu sắc và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhận được niềm vui, nhận được những người bạn, nhận được những bài học khá là bạn nhận được là kiến thức, kỹ năng của người mentor, những cái trải nghiệm của bản thân anh chị về cho các bạn sẽ có một cái lộ trình, bạn sẽ xác định được là điểm A cần tới là gì, điểm B cần làm là gì và điểm C thử thách là gì. Video vừa rồi thì cũng đã nói lên được là sắp tới đây Give It Back cũng sẽ có những cái sự là thay đổi về mặt nhân sự, và chúng tôi cũng rất là mong là nếu như mà các bạn trẻ chúng ta mong muốn là tiếp tục và phát triển, phát huy được cái chương trình, cái ý nghĩa của dự án này, thì các bạn chúng ta có thể là cùng đến với chương trình, cùng đến với Give It Back và cùng với chúng tôi tạo ra giá trị cho xã hội. Và đồng thời thì hiện tại chương trình Give It Back vẫn tiếp tục đang chào đón những cái bạn mentee, và nếu như mà các bạn chúng ta muốn kết nối trực tiếp với các anh chị như anh Chris hay chị Quỳnh Anh hay là rất nhiều những anh chị khác nữa của dự án Give It Back thì chúng ta cũng có thể tham khảo tại trên fanpage Give It Back. Chúng tôi cũng luôn luôn đón nhận những cái bạn mentee mới để mà chúng ta có thể là tiếp tục cùng với nhau phát triển sự nghiệp và con đường của mình. Và chương trình của chúng ta thì cũng đã gần đến hồi kết rồi, nhưng mà tuy nhiên thì cũng sẽ có một cái hoạt động nho nhỏ mà ban tổ chức muốn tất cả chúng ta sẽ cùng làm trước khi mà chúng ta kết thúc buổi ngày hôm nay, là xin nhờ tất cả mọi người chúng ta hãy lên camera được không ạ? Có thể là bây giờ chúng ta đang ở nhà, chúng ta đang chưa có kịp là chỉnh chu quần áo lắm thì cũng không sao, chúng ta cứ mở lên và mình cùng với nhau có một tấm hình thật là đẹp cùng với chị Quỳnh Anh và anh Chris, đúng không ạ? Để mai mốt mà cũng rất là vui là lâu lâu các anh chị, đặc biệt là đối với những cái bạn trẻ đó mà chúng ta cũng đang tìm kiếm những công việc đó, là có một cái câu chuyện rất là tâm linh, rất là thú vị, đó là về sau này khi mà chúng ta có vào những cái công ty của anh Chris hay là của chị Quỳnh Anh thì chúng ta có thể đưa cái tấm hình này lên, nói là hồi đó là mình có từng tham dự những cái chương trình này của anh chị rồi. Có thể là anh chị không biết đâu nhưng mà em cũng rất là thường xuyên và theo dõi anh chị. Nó cũng là một cái cách để ghi điểm phải không ạ? Rồi, không biết mọi người chúng ta đã lên hình hết chưa ạ? Thật ra cái đó là không phải nói đùa đâu, mà thật ra là nó work ở nhà các bạn. Hồi nãy các bạn nói câu chuyện mà build network á, thì thực ra cái này nó xảy ra với anh này nha. Là thật ra là có một vài bạn mentee của chương trình của mình làm cho một số công ty và họ cũng có nhu cầu ví dụ như tuyển dụng anh này đó, thì tự nhiên cơ hội nó tới với anh là thứ nhất này ha. Và cái thứ hai nữa là các bạn cũng biết về những công việc của anh đang làm, cái là các bạn cũng chủ động, các bạn cũng có thể apply và nó lại dẫn đến được một số các cơ hội trong tương lai của các bạn. Nên thật sự là các bạn phải xông pha trận mạc với lại phải tham gia nhiều các hoạt động của Give It Back. Anh nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều cái giá trị về góc độ về cái network và cái đầu tư cho tương lai nhé. Yeah. Cảm ơn anh rất là nhiều. Một cái add-on tương đối mạnh để mà chúng ta có thêm rất là nhiều những lý do để mà có thể join cùng với Give It Back, đúng không ạ? Rồi, xin nhờ ban tổ chức các bạn chúng ta sẵn sàng ha. Nhờ tất cả các bạn trong ban tổ chức chúng ta cùng nhau chụp hình để chúng ta có nhiều mô hình hơn nha các bạn. Rồi, chắc là tư thế đầu tiên. Anh Chris có một tư thế rất hay đó anh. Chắc là mình cùng nhau say hi trước đi ha các anh chị. Chúng ta cùng nhau say hi trước đi. Rồi, ok, mọi người lên chưa ạ? Rồi, chuẩn bị nha. Các bạn ban tổ chức đã sẵn sàng chưa các bạn? Ai cũng giơ tay hết rồi, ai bấm chụp hình. 2, 3. Rồi, ok. Rồi mình rút kinh nghiệm từ lần lúc nãy, mình đừng giơ hai tay, mình giơ một tay đó các bạn, mình giơ một tay thả tim thôi các bạn, để mà có một tay để mà chụp hình nha. Rồi, cảm ơn anh Chris vì một cái feedback hết sức là on point. Rồi, chúng ta cùng nhau chụp hình nha các bạn. 1, 2, 3. Ok, rất là xinh đẹp rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em xin cảm ơn anh Chris và chị Quỳnh Anh đã dành thời gian để mà chia sẻ với mọi người ở trong webinar ngày hôm nay. Và cũng mong rằng là các bạn khi chúng ta tham gia, chúng ta đã có được những cái giây phút thật là vui và chúng ta đã có những cái bài học thật là ý nghĩa. Xin cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở trong chương trình của Give It Back. Xin chúc mọi người một buổi tối cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Xin chào. Rồi, chào mọi người và mọi người khỏe mạnh thật là an toàn nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn Minh. Cảm ơn tụi em.